Nam Mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thá Tham Má trên Bao Thóp mỗi ngày 2 giờ. Bằng từ 8 giờ đến 10 giờ, từ 9 giờ đến 6 giờ, 8 giờ sáng, giờ đến 5 giờ chiều, giờ đến 1 giờ sáng. Chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ 8 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay: giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya do Hòa thượng Minh Châu dịch Việt. Bài 34 kinh Thập Thượng. Dasuttara Sutta 7.4, 7 pháp cần phải đoạn trừ sẽ được thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, tỉnh lễ tam bảo. Dạ, hôm nay con không thấy có thượng tọa Minh Hạnh vào đạo tràng. Con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo ạ. Năm mươi hai giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Sư có thể cầm mic đọc cho con một tín hiệu để con nhân mic sư ạ. Dạ, con kính nhân mic đến sư. Tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ tam bảo, với tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng, chân biên tri minh hạnh túc thiền thể, thế gian dài vô thượng điều nghiệp, chư nhân sư Phật Thế Tôn, với tâm đảnh lễ chánh pháp cho Phật thiện thuyết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệp hiệu năng hướng thượng, trí giả thương chứng, với tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh, trực hành, dư hành, chánh hành gồm bốn đôi tám vị, các ngài xứng đáng thọ nhận lễ phẩm, tăng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phương điện vô thường ở đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin tâm bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, cùng những điều trở ngại, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Muôn loài chúng sanh, khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì để hành, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã phân tập, xin tùy hỷ phước lực được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì mỹ đức cầu phúc lực phát sanh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, và cảm ơn Phong Lan. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, do con không có thấy được ngài Tề Siêu vào ạ. Dạ, con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt, thân chào quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào đề tài bảy pháp triền miên, hay gọi là bảy pháp ngũ ngần, ngũ ngầm. Đây là những phiền não tiềm ẩn và đôi khi chúng ta không nghĩ đến. Trên phương diện tu tập thì một hành giả rất là cần thiết để hiểu những pháp tiềm miên này. Đề tài này cũng dẫn chúng ta đến hai cái khía cạnh rất là cần để bàn đến giữa cái quan điểm của Nam truyền và Bắc truyền. Ở Bắc truyền thì người ta có nói đến một loại thức gọi là A Lại Gia thức hay là tàng thức, tức là cái thức lưu trữ lại những gì đã xảy ra. Trong lúc đó thì Phật giáo Nam truyền là đề cập đến vấn đề qua một cái nhìn khác. Và dĩ nhiên pháp triền miên này nó lại có một khía cạnh khác mà lát nữa chư tăng sẽ
các bạn về tiềm thức, về tạm thức. Thưa quý vị, danh sách bảy pháp tiềm miên này ở một phương diện nào đó cũng có những điểm tương đồng với cái danh sách mà Phật giáo Bắc truyền thường đưa ra, đó là tham sân si mạn nghi tà kiến. Ở đây thì riêng về tham á, chúng ta có dục tham và hữu tham. Bây giờ thì mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó thì chúng ta sẽ cung thỉnh Thưa Tổ Pháp Đăng vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay gửi đến đầy chúng ý nghĩa của đề tài này. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Phong Lan và Đạo Tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 34 kinh Thập Thượng đã xuất tá ra, xuất tá 7.4, 7 pháp cần đoạn trừ, sẽ được Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Con xin được đọc chánh kinh. Sát ta tham ma ba hút ca ra, sát ta tham ma pha quê tấp ba, sát ta tham ma ba rình nhây già, sát ta tham ma ba hà ta pha tất bà sát ta tham ma hà na pha ghi già sát ta tham ma vi sê sát vi sê sa pha ghi già sát ta tham ma đúc bát dít bát ti vi chít ta sát ta tham ma ấp bà đề tất bà sát ta tham ma a phin nhầy già sát ta tham ma sát chi ca tất bà. Có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy pháp cần phải đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy pháp đưa đến thù thắng, có bảy pháp rất khó thể nhập, có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần được thắng tri, có bảy pháp cần được cắt chứng. Bảy chấm ba, bảy pháp cần biến tri. Kata mê sát ta tham ma ba hà tấp ba sát ta nu sát già ca ma ra gà nu sát dơ ba ti kha nu sát dơ đít tha nu sát dơ vi chi ki cha nu sa dơ ma na su na dơ pha qua ra gà nu sa dơ. Một chấm ba ba mười hai awit cha nu sa dơ ime sát ta tham ma ba hà tấp ba. Bốn la mã, thế nào là bảy pháp cần được đoạn trừ? Bảy tùy miên, tham dục tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. Đó là bảy pháp cần phải đoạn trừ. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học của ngài Pháp sư Giác Giới biên soạn 3.73. Bảy pháp cần phải đoạn trừ. Ba hà tấp ba tham ma, đây là bảy pháp tiền miên. Anusaya, pháp phiền não ngủ ngầm. Một, tham dục tiềm miên, kamaraga nusaya, lòng tham ái, cảnh dục là phiền não ngủ ngầm. Khi có cảnh thích hợp hoặc khoát do đã có tiềm tàng ái dục tử, cần phải hiểu như thế đối với các pháp tiềm miên. Hai, phẫn nộ tiềm miên, batikha nusaya, lòng sân hận là phiền não ngủ ngầm, vân vân. Ba, tà kiến tiềm miên, đích tha nusaya, kiến chấp sai lầm
là phiền não ngủ ngầm, vân vân. 4. Hại nghi tìm miên, quý chí kích trà nư sa giá, tâm hoang mang ngờ vực, thứ phiền não ngủ ngầm, vân vân. 5. Kiêu mạn tìm miên, mà nà nư sa giá, lòng kiêu căng tự đắc, là thứ phiền não ngủ ngầm, vân vân. 6. Tham hữu tiền miên, phá quá gà gà, phá quá rà gà nư sa giá, tâm ái chấp sanh hữu, là thứ phiền não ngủ ngầm, vân vân. 7. Vô minh tìm miên, avijja nusaya, tính mê muội là thứ phiền não ngủ ngầm. Nam mô Bụt Thaya. Dạ, chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Sư có nghe được âm thanh con kính nhân bích đến sư ạ. Hello. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Tôn Đức. Xin chào lại cô tu nữ, xin chào Phật tử. Bộ hôm nay chúng ta học 7 pháp cần đoạn trừ. Bởi vì khi mà chúng ta nói rằng những cái gì chúng ta cần phải loại bỏ, và khi chúng ta không loại bỏ ra khỏi trong tâm chúng ta đó, thì chính những cái điều này nó làm cho chúng ta luân hồi trong đọa xứ. Bởi vì thường thường chúng ta biết rằng Đức Phật này giảng bài kinh Tứ Đế đó, thì ngày nãy rằng cái tham là tập đế, và chính tham dục trì miên này đó là cái tập đế, và chính tám tâm tham đó, ở trong vì pháp chúng ta gọi tâm tham. Chúng ta biết tâm tham chia ra có hai loại tâm tham, là tâm tham hợp tà và tâm tham ly tà. Thì chính cái tâm tham nói chung và cái tâm tham tà kiến hay là cái hữu tùy miên đó cũng là tâm tham. Thì chúng ta thấy rằng ở trong bảy cái pháp tùy miên này đó, thì tham dục tùy miên và tà kiến tùy miên. Tà kiến là chúng ta hiểu sai, nhưng mà nó cũng là cái trạng thái của tâm tham. Vì chúng ta giống như là những cái được có những cái ví dụ đó, giống như con bò mà khát nước mà nó phải uống nước sôi đó, thì nó rất là đau khổ. Thì chính đó, con người khi mà có cái tà kiến đó, thì họ giống như là những con bò mà uống nước sôi vậy, nó khát nước mà mình uống nước sôi thì nó sẽ đau khổ như thế nào thì cũng vậy. Cái tà kiến tùy miên đó nó cũng vậy, và cái hữu tham tùy miên đó là cái sự ưa thích trong cái sự luân hồi, hữu tham. Thì như vậy trong bảy pháp tùy miên này đó, thì chúng ta thấy tham dục tùy miên, tà kiến tùy miên và hữu tham tùy miên đó, đều là cái tâm sở tham. Mà chúng ta biết tâm tham này nó hợp với cái tâm tham, nó có tám loại tâm tham: tâm tham tà hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham tà hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham tà hỷ ly tà, tâm tham thọ xã hợp tà hỗ trợ, tâm tham thọ xã hợp tà hỗ trợ, tâm tham thọ xã ly tà hỗ trợ, tâm tham ly tà hỗ trợ. Như vậy thì tám tâm tham này nó có hợp tà và ly tà, nhưng mà nói chung nhau là tham. Như vậy thì cái tham tùy miên này đó là tham trong cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Nên khi mà chúng ta nói đến con người của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng giới đối với những người tàn tật, những người mù, người mù hoặc là người điếc, người câm rồi, thì khi họ cũng có những cái đối tượng và những cái tình cảm đối với các cái đối tượng mà do mình tiếp xúc, Như vậy thì tham dục tùy miên đó là muốn nói đến cái lòng tham ái đối với cảnh. Và chúng ta cũng biết rằng đối với Phật giáo đó, thì Đức Phật này dạy vị tu phúc lục căn,
Còn người cư sĩ đó, thì chúng ta cũng thu thúc đối với những cái gì mà Đức Phật Ngài dạy, đối với người cư sĩ chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy Đức Phật. Chúng ta vẫn có cảnh sắc dục, thinh dục, khí dục, bị dục, xúc dục, pháp dục. Nhưng mà chúng ta chấp nhận những cái gì mà đời sống người cư sĩ phải có. Ví dụ chúng ta thấy người cư sĩ thì có thể họ xài những loại tơ tập, là họ ăn sơ hải vị, và họ xài những nước hoa thơm, dầu thơm. Nhưng mà đối với họ thì họ phải giữ năm giới, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Đó là những người cư sĩ chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy Đức Phật. Như vậy thì cái lời dạy của Đức Phật đó, mà về tham dục tùy duyên đó, thì đối với cái vị tỳ khưu và đối với người cư sĩ đó, thì nó cũng khác nhau. Bởi vì cái người cư sĩ đó, thì tu tập đó, nó chậm tiến. Nhưng mà nó có thể sống với cái dục lạc mà để họ làm cái người hộ trì tam bảo. Nhưng mà đối với tất cả mọi người đó thì chúng ta thấy họ cũng phải tu thôi. Ví dụ chúng ta thấy ông Thiện Nam Visakha đó có người vợ là Tham Má Đinh Na. Nhưng mà ông này đó thì có vợ như vậy, nhưng mà ông vẫn là người nam cư sĩ, vẫn đến chùa đặt bát cúng dường, nghe pháp, cũng tu thiền. Ông đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, rồi sau ông đắc đạo quả Tư Đà Hàm. Ông vẫn sống với đời sống vợ chồng với người vợ là Tham Má Đinh Na. Nhưng mà ông đắc đạo quả A Na Hàm được Đức Phật thuyết giảng và ông nghe đó, ông đắc quả A Na Hàm. Ông diệt được tất cả năm cái kiết sử gì đó là gì? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Nhưng mà khi ông diệt được những cái phiền não này rồi đó, thì khi ông về nhà đó, vợ của ông người ta đứng đón chồng ở cầu thang, nắm tay chồng. Nhưng mà ông ta thì bịa bằng nắm theo như thường lệ. Cái đó, người vợ nghĩ rằng chồng sẽ ngủ chung này kia nọ, nhưng mà hoàn toàn ngược lại những điều đó. Và cuối cùng thì nàng Tham Má Đinh Na mới hỏi chồng của mình, em có lỗi lầm gì đáng bị đối xử vậy sao? Thì người chồng mới nói rằng không, em không có lỗi lầm gì để anh đối xử như vậy. Nhưng vì cái pháp của Đức Phật thuyết giảng mà anh đã tu tập chứng ngộ được cái pháp đó, đó là đoạn trừ năm cái kiết sử hạ phần. Vị đó sẽ là vị thánh A Na Hàm, cũng như ông nam cư sĩ mà trong thời kỳ Đức Phật Kassapa mà dưới Bồ Tát Chô Tí Ba Lái với thanh niên Khatikara đó, thì cũng giống như vậy. Là người nam cư sĩ đắc quả A Na Hàm, nuôi mẹ và hộ trì tam bảo. Thì lúc bây giờ thì ông Thiện Nam Visakha đó nói với vợ là bây giờ đã chứng đắc được cái pháp đó rồi. Thì người vợ mới nói rằng cái pháp đó đó đối với em có chứng đắc được không? Thì người chồng nói rằng nếu mà em tu, em hành trì thì em cũng vẫn chứng đắc như vậy. Lúc bây giờ thì ông Thiện Nam Visakha muốn giao hết cái tài sản của mình lại cho vợ để đi xuất gia vì bị thánh A Na Hàm rồi. Nhưng mà người vợ là Tham Má Đinh Na mới nghĩ rằng mình đã không có chồng rồi thì cần gì cái tài sản này. Và ông xin với chồng của mình được xuất gia trước. Và bà người vợ Tham Má Đinh Na đã xuất gia là tỳ khưu Tham Má Đinh Na. Đắc đạo quả A-la-hán, đạo quả A-la-hán sau 3 tháng an cư mùa mưa. Khi quay trở lại đó thì ông Thiện Nam Visakha mới muốn tìm hiểu coi cái người vợ của mình xuất gia làm tỳ khưu bây giờ có chứng ngộ được cái pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng và mình đã chứng ngộ chưa. Thật sự khi hỏi trong bài kinh Phương Quảng, tiểu kinh Phương Quảng đó, thì ông Thiện Nam Visakha hỏi rất là nhiều về vấn đề tu tập và vấn đề chứng ngộ. Nhưng mà vị thánh ni Tham Má Đinh Na đều trả lời thông suốt hết. Cho đến khi mà
con thiện nam này đi gặp Đức Phật, và Đức Phật ngài xác định là con gái Như Lai. Nếu mà trả lời cái gì đó thì nếu hỏi Như Lai cũng trả lời như vậy thôi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nếu một cái người cư sĩ sống đời sống người cư sĩ, nhưng mà chúng ta vẫn thọ trì giới, vẫn tu tập bố thí, vẫn đến chùa nghe pháp, vẫn hành thiền tu tập những gì Đức Phật ngài giảng và những cái gì chư tăng trình bày. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái tham tùy miên này đó, cho đến khi nào mà chúng ta trở thành những cái vị thánh A La Hàm thì chúng ta mới đoạn trừ được bốn cái tâm tham học tà thôi. Bốn cái tâm tham ly tà đó nó học với ngã mạn. Và cái sự ngã mạn là cái sự so sánh, sự so sánh. Nhưng mà so sánh này đó, nó rất là vi tế quý vị. Cái vị A La Hàm thì ví dụ như nói rằng nhà của mình, vì nó ở nhà của tôi đó, xe tôi đi đó, ví dụ mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh nghỉ dọc đường đó, ai hỏi xe đâu, xe mình đâu, nó, mình chỉ xe mình bản số đó đó, 3704 như vậy đó, xe của tôi đó. Hay là mình đi máy bay đó thì vẫn nói máy bay của mình. Nhưng mà thật sự đó, vì đó chỉ còn cái ngã mạn nhẹ nhàng như vậy. Chỉ còn cái ngã mạn mà so sánh thái quá đó thì nó không có cái tà kiến, cái tà kiến ngũ quẩn đó, như là sắc quẩn là tôi là sắc quẩn, hay là thọ quẩn là tôi là thọ quẩn đó, thì vị đó không có được. Thì cái vị thánh tu đồ quần đó, đã diệt được thân kiến là cái sự hiểu sai trong ngũ quẩn rồi quý vị. Thường thường chúng ta biết rằng chúng ta không bao giờ hiểu đúng rằng mình được sanh làm người tam nhân là do cái nghiệp đời trước mình làm thiện. Chứ không phải rằng mình đi chùa mình cầu nguyện, hay là mình thờ cúng Quan Âm, Di Đà, Tế Chí, Địa Tạng mà mình được được chứng quả này. Không phải, mà mình phải từ cái tham tà kiến. Cái tham tà kiến đó là tà kiến ngũ quẩn, vì mình nghĩ ngũ quẩn là của tôi. Nhưng mà thật sự Phật này nói không, cái thọ mạng này là cũng do cái tâm tục sinh và cái sắc nghiệp tục sinh mà mình có cái tuổi thọ lâu hay mau, do cái nghiệp đời trước mình có bố thí, mình được sức khỏe, mình có cúng dường y phục, mình được sắc đẹp, mình có nghe pháp, mình được thông minh. Nhưng mà người ta thường nghĩ rằng cái thông minh đó là của mình. Nên bây giờ quý vị thấy rất là nhiều người họ bị tham đó, họ nghĩ cái thông minh là của mình. Nhưng mà thật sự Đức Phật này cho chúng ta biết rằng cái thông minh đời trước đó là do chúng ta biết nghe pháp, chúng ta biết thuyết pháp, và chúng ta biết sửa đổi tư tưởng, gọi là cải chánh tri kiến. Nên đời này chúng ta tục sinh với người tam nhân, học một và biết mười. Như vậy thì cái tham tà kiến đó, cái tham dục đó là một cái pháp mà nó cản trở, nó cản trở cái sự tái sanh về nhàn cảnh, và nó chỉ đưa chúng ta sanh vào ở trong cõi khổ mà thôi. Nên thường thường quý vị thấy những cái người tu hành con chó đó, vì thấy con chó đó, khi chết nó có một ánh sáng từ cái thân con chó nó bay lên trời, nên cái người này mới thấy như vậy, mới tu cái hành con chó. Con chó ăn như thế nào, đi đứng như thế nào, nằm ngủ như thế nào thì vị này cũng hành y như vậy. Và vị này nghĩ rằng mình hành hành con chó đó được sanh lên cõi trời này, cõi trời kia. Đức Phật ngài cho biết rằng nếu mà hành y như con chó đó thì sanh làm chó. Nhưng mà nếu hiểu sai đó, hiểu tà kiến đó, ta hành cái hạnh con chó như vậy đó, nó sanh lên cõi trời này cõi trời kia, sanh vào địa ngục. Bởi vì cái tâm tham tà kiến nó nguy hiểm hơn. Cái tâm tham thì sanh làm súc sanh thôi, nhưng mà tâm tham tà kiến sanh vào địa ngục. Như vậy thì chúng ta thấy cái bài ngu hành giả, cổ hành giả đó, cái bài kinh Trung Bộ về nói về cái hành trì đó, thì Đức Phật đã trả lời cho cái vị hành con chó và hành con bò. Con bò. Và Đức Phật nói là nếu hành y như con bò đó, có nghĩa là chúng ta có đi đứng nằm ngồi, có suy nghĩ tư tưởng, có ăn uống như con bò thì chúng ta sanh làm bò. Nên nhiều khi quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta thấy, chúng ta học trong Phật giáo nguyên thủy đó, thì chúng ta không thấy ăn chay là cái lợi ích gì từ cái ăn chay hết đó. Nếu mình ăn rau cỏ, mình chấp thủ như vậy đó, mình sanh làm những cái loài ăn rau cỏ. Mình có thể sanh làm bò, làm dê, làm cừu, bởi cái tâm tham. Mình ăn cái đó, mình nghĩ cái đó, ăn cái đó nó thanh tịnh, nó cao thượng. Nhưng mà thật sự Đức Phật ngài không cho chúng ta cái điều đó, mà ngài dạy chúng ta đó là chúng ta ăn vật thực, chúng ta nên quán tưởng vật thực. Chúng ta nên ly tham đối với miệng, đối với cảnh vị. Và trong tư tưởng chúng ta hiểu rằng chúng sanh duy tồn với vật thực.
chúng ta có thể nghĩ rằng đến lúc chết cái xác thân này phải bỏ thôi. Và có nhiều người nghĩ rằng thiêu là nó nóng, và chôn dưới thủy thủy táng thì nó lạnh, mà chôn thì nó ngọt. Nên nhiều nhiều khi họ nghĩ rằng cái chết đó, họ cũng sợ đủ thứ đó. Họ sợ đủ thứ sau khi chết. Nhưng mà thật sự ra cái người chết rồi là cái tâm phải đi tục sinh kiếp khác. Nhưng mà thay vì cái người này dính mắc vào như vậy đó, người sanh làm ngạ quỷ, sanh vào những cái loài quỷ thần mà giữ cái xác chết này. Nên chúng ta thấy trong kinh Đức Phật là dạy những cái người mà họ chấp thủ vào cái mùi hương vị đó, cái mùi hương đó, cái mùi thơm đó, họ có thể sanh làm những vị thần ganh tập thấp bá đó, thần cần thấp. Và khi mà sanh vào những loại đó đó, quý vị thấy rằng vào những cái cây hương mà trong kinh Đức Phật mô tả là những cái loại từ rễ từ thân nó có mùi thơm, và những cái thần ganh thấp bá đó, đó gá vào những cái hương thần đó, quý vị biết cưa về đó, vị đó vẫn gá vào cái bộ dáng, cái tấm dáng. Và trong kinh mô tả sau khi chết như vậy, vì nó gá vào cái mùi thơm đó, và cho đến khi mà chụm thành củi á, thành tro đó, mà cái tro nó có mùi thơm đó, thì cái vị hương thần nó cũng gá vào cái tro đó. Và phải ở đó rất lâu, cho đến khi nào đó mà người đó suy nghĩ, đó là một cái tâm thiện đó, làm cho mình suy nghĩ là tại sao mình lại sanh làm những cái loài phi nhân này. Vì mình dính mắc vào cái mùi hương này, bây giờ mình xả bỏ mùi hương đó, với cái tâm thiện ấy, suy nghĩ đúng đắn ấy, thì chúng ta sanh lại làm người tam nhân. Nhưng mà nếu chúng ta mà cái tâm thiện ly trí đó, thì do một cái thiện nghiệp nào đó sanh lên, là chúng ta tái sanh làm người nhị nhân, hoặc là người lạc vô nhân, hoặc là có thể chúng ta tiếp tục sanh vào địa ngục nữa, do một cái tâm phẫn nộ nào đó đối với những cái gì mà trú xứ của ta, những cái mùi thơm của chúng ta, mà ai đó họ đụng chạm tới cái mùi thơm của mình, mình có thể bắt họ, giật họ, bẻ cổ họ này kia nữa đó. Mình có thể, chúng ta thấy cũng như cái vị thọ thần ở trên cái cây đó đó, mà có thể bẻ cổ vị tỷ khu đó, nhưng mà vị nghĩ rằng quăng cái đầu nợ có chủ, mới đi tìm Đức Phật nói về cái việc mà vị tỷ khu đó đốn cây mất trú xứ của mình, vì cái cây đó là cái trú xứ của vị thọ thần đó. Như vậy thì nói như vậy thì chúng ta thấy tham ấy, dính mắc vào những cái cảnh sắc, là mình thấy ngôi nhà hay là mình thấy những cái vật này vật kia đó, mình dính mắc vào đó. Nên bình thường quý vị thấy trong kinh cũng mô tả có một vị A-la-hán mà cứ gọi các vị tỳ cô kêu bằng tôi đó vậy. Nhưng mà khi Đức Phật này xác định vị đó 5 năm kiếp làm trưởng giả, và vị này là có cái phước báo rất là to lớn, nhưng mà sanh ra, nhưng mà rồi những cái thân bằng quyến thuộc đó luyến tiếc cái trú xứ đó, mới sanh làm những cái loài thủy tộc, mà khi cái bảo điện nó bị chìm xuống dưới biển, dưới sông, và những cái loài thủy tộc đó là những thân bằng quyến của vị này luyến tiếc cái bảo điện đó, mà sanh làm những cái loài ở trong cái bảo điện đó, làm những cái loại thủy tộc trong bảo điện đó. Cho đến khi mà vị tỷ khưu này dùng thần thông kích trong bảo điện nó lên đó, những con tôm, những cua, những con tép, những con cá đó rớt xuống, thì Đức Thế Tôn này thấy những cái thân bằng quyến thuộc của cái vị này sanh làm những cái loài thủy tộc này, ngài mới nói với vị tỷ khưu đó, hãy để xuống lại, đừng làm khổ quyến thuộc của mình, vì quyến thuộc của vị này đó chấp thủ cái cung điện đó. Nên bây giờ cung điện nó chìm dưới nước, và những cái thân bằng quyến thuộc sanh làm những loài thủy tộc ở trong cái bảo điện, làm những loài cá, cua, rùa, ốc, nghêu, sò đó, ở trong cái bảo điện đó. Nói như vậy thì chúng ta thấy tham á, là một cái phiền não mà trong mắt, trong tai, trong mũi, trong miệng, trong thân, trong tâm chúng ta. Và khi mà nó dính mắt như vậy đó, thì cho chúng ta sanh làm súc sanh cái gì? Là súc sanh. Bởi chúng ta sanh làm người là chúng ta phải do cái tâm thiện, tâm thiện chúng ta đi sanh làm người tam nhân. Chúng ta có thể tu chứng thiền, chứng đắc đạo quả. Nhưng mà nếu chúng ta với cái tâm tham, cho ra cái tâm tục sinh là cái tâm thẩm tấn, thì chúng ta sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh Atula thôi. Vì tham mạnh sanh súc sanh, mà tà kiến sanh xuống địa ngục.
bọn sẻn sanh làm ngã quỷ, sân hận do tâm sân sanh làm Atula. Sanh làm người, sanh làm chư thiên đó, thì phải là tâm thiện dục giới, học trí hoặc là ly trí cho sanh làm người trong bảy cõi dục giới. Đức Phật ngài nói như vậy, chúng ta thấy tham đó, nó không có lợi ích gì. Nên Phật tử chúng ta có một cái tối thiểu lắm đó, chúng ta cũng nghĩ rằng mình ăn uống cũng bình thường, không có gì dính mắc. Nhưng mà sát thân người chết rồi mình có thể cống hiến cho cái ngành khoa học tiến bộ về nghiên cứu cơ thể để tìm ra những cái chứng bệnh để trị cho những người còn sống. Mình có thể dám hy sinh như vậy, đó cũng là một cái sự xả bỏ để không sanh làm những cái loại phi nhân. Thì thường thường chúng ta biết rằng cái tâm tham nó làm chúng ta dính mắc vào cái thân này, cho đến chết rồi chúng ta cũng vẫn không có xả bỏ được. Bây giờ chúng ta hãy tập xả bỏ, xả bỏ cái lòng tham, cái sự danh sắc ngũ quẩn này. Như vậy thì khi mà chúng ta xả bỏ, chúng ta được sanh làm chư thiên, làm người trở lại. Nhưng mà nếu chúng ta dính mắc, chúng ta sẽ sanh làm những loài phi nhân, gìn giữ cái sắc thân này. Chính vì điều đó được Đức Phật mình lại tham đó. Nên khi một cái người là sanh làm những cái loài ngã quỷ đó, ở trong cổng thành đó, cổng thành xây dựng mấy chục lần, mấy trăm lần rồi, mấy ngàn lần nó sụp, và nó người ta xây lên, nó sụp xây lên như vậy vì những loại ngã quỷ không biết năm tháng ngày giờ, không phải như chúng ta đó. Có người định ra cái địa cầu này, quay xung quanh cái địa cầu này là ngày và đêm, năm và tháng ngày giờ, không có. Những cái loại ngã quỷ nó không có khả năng để biết được như vậy. Nên quý vị đấy, ngày một Quyền Liên ngày có hỏi loại ngã quỷ đó sanh ở cái cổng thành đó, và vị đó nói rằng không biết, chỉ biết rằng cái cổng thành này xây và nó bị sụp á, xây dựng như vậy đó 100 lần, mấy trăm lần như vậy thôi, không có biết năm tháng ngày giờ, rất lâu sanh làm ngạ quỷ. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng tham á, nó chỉ đưa chúng ta sanh vào khổ cảnh mà thôi. Nên đó, đối với người Phật tử đó, tỷ tham tỷ miên đó, nó sẽ bộc phát mắt, tai, mũi, miệng, và cho đến lúc chết chúng ta chưa từ bỏ được tham. Vì không từ bỏ được sạc được tham nên chúng ta sanh vào bốn khổ cảnh. Tham bọn sẻ thì sanh làm ngạ quỷ, mà tham thì sanh làm súc sanh, mà tham tà kiến sanh vào địa ngục, sanh nhiều sanh làm Atula. Như vậy phẫn nộ tùy miên là cái pháp thứ hai. Mà phẫn nộ là gì? Đối với mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm, mà những việc không vừa lòng mình. Không vừa lòng mình là gì? Chúng ta thấy vừa lòng đó, chúng ta không có hiểu biết đó, thì tham tùy miên tùy tăng. Nhưng mà không vừa lòng thì sân tùy miên tùy tăng. Chính vì sân tùy miên tùy tăng nên chúng sanh mới sanh làm Atula. Vì Atula là những chúng sanh nó quýnh lộn nhau, mặt trời mọc lên thì lấy những vũ khí đó quýnh lộn nhau, tàn hại lẫn nhau, mặt trời lặn xuống thì họ đi nghỉ. Và những cái loại Atula đó là chúng ta hiểu rằng y như là những cái vùng mà con người tranh giành những vật này vật kia, mà người đó tranh giành là mình phải chống đối, mình giết hại người tranh giành với mình, mà giết hại từ đời này qua thời kia, từ bây giờ thời kỳ này đến thời kỳ khác. Nên nhiều khi quý vị thấy ở những cái vùng ở trên con người của chúng ta đó, có những người nặng về sân hận nên họ không thể nào chấp nhận những cái gì của mình người ta chiếm đoạt, nên họ đánh, họ cướp đoạt lẫn nhau. Nên thường thường quý vị thấy, chúng ta thấy như là vua A Xà Thế đánh vua Bình Sa Dương. Vì vua Bình Sa Dương, vua Biên Bí Ba Xê Na Đí đó, thì vương quốc đó có người phụ nữ, có vàng, bạc, ngọc, bà, ngọc ngà, châu báu, có mễ cốc. Nên mỗi lần đánh như vậy thì vua Ba Xê Na Đí thua đó, phải đóng thuế, phải lấy vàng, bạc, lấy người phụ nữ làm cái vật mà trao đổi với đức vua A Xà Thế. Và nhiều lần mà vua thể đánh bắt được đức vua Ba Xê Na Đí đó, Đức Phật này cũng cho chúng ta biết rằng ngài nói vua Ba Xê Na Đí rất là đau khổ trong ngục, và phải chờ để đem cái cống phẩm để chuộc mình ra. Nhưng mà rồi vua Ba Xê Na Đí vẫn nghe lời một cái vị tỳ khưu chỉ cách bố trận và bắt được vua A Xà Thế. Và khi bắt được vua A Xà Thế, bắt vua A Xà Thế phải chuộc lại gấp 10 lần. Có nghĩa là giống như 10 lần thua, tốn bao nhiêu tiền bạc, ngọc ngà, châu báu, bây giờ thắng một lần và bắt chuộc lại gấp 10 lần vậy.
Thì lúc bây giờ đó thì Đức Phật Ngài cũng nói rằng vua A Xà Thế bị bắt nhốt trong ngục và rất là đau khổ. Nhưng mà vua A Xà Thế ác hữu, chứ không phải là thiện hữu, vì người muốn chiến tranh. Còn vua Bá Xê Na Đí đó thì chỉ là người phòng hộ thôi. Người ta đánh mình nhưng mình phải tìm cách ngăn chặn sự chiếm đóng của họ thôi. Thì chúng ta biết sân hận là chúng ta muốn mà người ta gìn giữ cái đó, nên mình tìm cái cách để mình đoạt được cái đó. Ở trong mắt, thấy, tai, nghe, mũi, người, miệng, nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, tâm suy nghĩ. Thì những gì mà mình muốn mắt thấy, tâm mình suy nghĩ, mình muốn chiếm hữu, và người nào cản trở thì mình dùng đủ cách để mình san bằng cái sự cản trở đó. Nên Đức Phật gọi là sân tùy miên. Như vậy tham tùy miên nó có đó, thì sân tùy miên sẽ có. Vì những cái gì chúng ta muốn mà người ta cản trở. Nên nhiều khi quý vị nghe những cái câu chuyện mà vua mà không có chịu cho công chúa lấy cái người đó, thì công chúa muốn muốn bỏ cha để đi theo người tình nhân. Hoàng tử muốn ngai vàng, muốn giết cha để lấy được ngai vàng. Nhưng mà những người này sẽ thức tỉnh khi nghe những cái tuồng, những cái câu chuyện kể, người ta sẽ thức tỉnh, người ta không có làm việc ác đó bằng sự hủy hại của mình. Nên nhiều khi quý vị thấy ở đời đó, cái sân nó rất là dễ quý vị. Ví dụ chúng ta nam nữ đó, họ thương ai mà không, người ta không cho mình đến với người đó, thì mình truồng cho người kia chết cho rồi để mình về tới với người đó, dù là người nam hay người nữ. Chính vì cái sân á, là mình muốn mà không được thì mình sân, mình sân. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều người đó, họ muốn của cải tài sản, họ phải giết cha giết mẹ của họ, giết anh giết em của họ để họ đạt được cái, những cái điều đó. Chính vua Asoka cũng giết anh em của mình để được làm vua quý vị, được chinh phục cái ngai vàng, chinh phục cái vũ trụ đất đai, cái phồn vinh của xã hội. Nên quý vị thấy ở đời Đức Phật mới sân tùy miên là như vậy. Rồi tà kiến tùy miên là những cái gì mà chúng ta chấp sai, hiểu sai. Nên nhiều khi chúng ta muốn rất là nhiều. Nên Đức Phật ngày thường nói đó, vua đó, cái lòng tham của vua muốn bành trướng cái vương, cái lãnh thổ, vương quyền của mình. Nên quý vị thấy cũng như quân sư Yến Anh đó, lúc mà gặp vua Tần, vua Tần nhìn thấy cái vương quốc của mình rộng lớn như vậy, thấy giờ mình già rồi, đó, vua nó khóc. Thì quân sư Yến Anh nói rằng nếu mà cha của đại dương không chết đó, thì đại dương đã không làm vua rồi. Bây giờ đại dương làm vua thì đại dương cũng phải chết thôi. Thì hoàng tử mới lên được làm vua. Tại sao đại dương lại khóc? Ông nói rằng cái dương, cái giang sang, cái thẩm tú này bây giờ ông gần già, ông gần từ bỏ rồi, nên ông liên tiếp ông khóc. Và quân sư Yến Anh nói rằng chính vua cha đã chết nên đại dương mới được làm vua. Bây giờ đại dương phải chết mới được làm vua. Đó là một cái quy luật. Và cái người mà có tà kiến thì họ hiểu sai. Họ hiểu sai, họ nghĩ. Nên quý vị thấy đời Tần Thị Hoàng tìm trường sinh bất tử, hay là Từ Hy Thái Hậu, hay là những cái đời mà vua Dương Triều của họ bỏ ra biết bao nhiêu công sức để họ tìm cái trường sinh bất tử. Nhưng mà làm sao có được cái sự tồn tại trong các pháp hữu vi. Chính Đức Phật nói rằng người ngu mới suy nghĩ rằng thân ta không có già bệnh và chết. Vị trí thì nghĩ rằng thân ta thì bị già đạo và chết, người thương phải xa, người ghét phải gần. Nên cái người trí không có khổ mà đi tìm cầu. Còn kẻ ngu thì họ đi tìm cầu. Họ đi tìm cầu để cho họ trường sinh bất tử. Nhưng mà thật sự ở đời có thể nào có chuyện đó. Các pháp hữu vi là nó có nhân duyên sanh và nhân duyên diệt. Nó bị vô thường khổ, bị vô ngã, bị phẫn tỏi, bị phiền não, bị hệ lụy. Như vậy thì cái tà kiến là cái sự hiểu sai, chấp lầm trong danh sắc ngũ uẩn này. Mình muốn cái sắc uẩn mình nó tồn tại, như là chúng ta thấy như là câu chuyện của Bạch Tuyết và cái bà Hoàng đó, bà Hoàng nghĩ bà đẹp, nhưng mà thật sự đó, khi hỏi kiến thần đó, thì cái kiến thần nói rằng xưa kia bà đẹp nhất trần, nhưng nay Bạch Tuyết có muôn phần đẹp hơn. Chính vì cái sắc này nó cũng mòn mỏi theo thời gian, cũng già nua theo thời gian, không có dừng lại được. Như vậy cái tà kiến là cái sự hiểu sai trong sắc này, trong danh đó, trong tâm của chúng ta, nó cũng là sự hiểu sai. Vì thường thường cái tâm chúng ta đó, nó có những cái phiền não, và những phiền não tham, những phiền não sân, phiền não si, nó cũng có những cái tâm thiện vô tham, vô sân và trí tuệ. Nên tâm chúng ta nó cũng biến chuyển, nó cũng thay đổi.
Và người nào muốn cái tâm nó không thay đổi là một cái điều không thể nào có được cái gì. Tâm chúng ta nó cũng thay đổi theo thời gian. Rồi cái hoài nghi tùy miên, ý chí cái cha là cái sự ngờ vực. Ngờ vực cái sự luân hồi, ngờ sự chứng đắc của các cái bậc thiền định, thành cộng, thẳng trí. Ngờ vực về ngã quỷ, súc sanh, địa ngục, Atula. Nên có lần chúng tôi đi xe ráp, anh kia anh nghĩ rằng cái con người của mình đó, mình chết, mình luân hồi, chúng ta là con người của mình luân hồi. Thì anh nói rằng luân hồi bao nhiêu lâu? Chúng tôi nói rằng trong cái kinh Tương Ưng Luân Hồi, Đức Phật này cho chúng ta biết rằng chúng ta luân hồi không biết tìm được cái người mẹ đầu tiên. Vì đất ở trên địa đại thì chúng ta có nặng từ cục, chúng ta nói đây là mẹ của mẹ. Và dù chúng ta có nói hết như vậy, chúng ta không tìm được người mẹ đầu tiên. Hay là cha cũng vậy, chúng ta chặt cây ra từng ngón tay của ta, chúng ta nói là đây là cha tôi, đây là cha của cha tôi. Và chúng ta có nói như vậy cho hết cây trên địa đại này, trên vũ trụ này, chúng ta không tìm được người cha đầu tiên. Như vậy thì cái sự luân hồi nó nhiều như vậy. Nên một cái người mà hoài nghi đó, vì họ không thấy được sự luân hồi sanh tử. Khi họ nhớ được một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, họ nhớ được từ này sanh, chỗ kia sanh chỗ đó, thì họ cũng bớt hoài nghi. Nhưng mà với cái lãnh vực nào họ biết thôi. Cũng như chúng ta đã ở Mỹ rồi, chúng ta không còn hoài nghi nước Mỹ. Nếu mà một người nào ở Việt Nam nói rằng bây giờ bên Mỹ là, bên Việt Nam là tối, nhưng mà bên Mỹ là sáng, thì họ cũng nghi ngờ. Cho đến khi họ qua bên đó, họ ở, họ điện thoại về bên đây, người ta nói bên đây ban ngày, thì họ thấy bằng ban đêm. Thì lúc bây giờ họ không nghi ngờ nữa. Thì chúng ta biết là nghi ngờ đó là sự nghi ngờ đối những gì mà chúng ta chưa biết, hoặc là những gì mà Đức Phật ngày giảng là chúng ta vẫn nghi ngờ. Nghi ngờ bậc đầu sư, nghi ngờ pháp, nghi ngờ chúng tăng, nghi ngờ học giới, nghi ngờ cái sự đồng tu bản hạnh, và nghi ngờ về chư thiên, nghi ngờ về sự chứng đắc của các cái người chứng đắc được các cái loại thần thông thắng trí về đạo quả niết bàn. Chúng ta nghi ngờ như vậy. Thì nói chung đó, cái hoài nghi tùy miên đó là một cái sự chướng ngại mà vị tu độ quần phải vượt qua được cái sự nghi ngờ này. Và cái tà kiến, cái hoài nghi và cái giới cấm thủ, nó cũng chỉ là cái tâm tham hợp tà nó sanh ra giới cấm thủ thôi. Là chúng ta chấp chặt tu hành con bò, con chó, chúng ta chấp chặt ăn chay mới tu, thế là người phải tụng kinh bãi sám mới tu, hoặc là người phải hành trì như vậy mới tu, người phải mặc đồ như vậy mới tu, người phải ăn bình bát như vậy mới tu, thì cái nọ đó là cái nghi ngờ của chúng ta thôi. Một cái người tu, ý nghĩa của người tu là chúng ta sống với những gì Đức Phật ngày dạy mà dứt trừ được cái tà kiến, cái sự hiểu sai, cái tham tà kiến, cái hài nghi, đó là những điều mà chúng ta để đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Khi những cái tà kiến này đó, những cái hài nghi tùy miên này được diệt trừ, chúng ta mới đắc đạo quả tu đùa hơn. Như vậy thì cái hài nghi tùy miên là một cái sự nghi ngờ phân vân lưỡng lự đối với danh sắc ngũ được quẩn, đối với thần thông thẳng trí, đối với các vị chư thiên, đối với sự luân hồi của chúng ta. Còn kiêu mạn tùy miên là gì? Là cái sự ngã mạn, hay là cái sự tự kiêu tự đắc, cái sự tự cao tự đại. Đó là một cái loại phiền não. Và cái sự kiêu mạn đó đó, nó chỉ mang lại cái sự không có chịu vâng lời, không có chịu học hỏi, không có chịu hạ mình, không có chịu tầm cầu. Vì trên đời này dù chúng ta có phước, nhưng mà có những vị Bồ Tát hành hạnh chánh đẳng giác, bố thí đến siêu độ. Trong khi chúng ta chỉ hành thinh văn giác, chúng ta chỉ bố thí thường độ thôi. Có những vị bố thí đến cận độ, bố thí đến tứ chi để thành tựu được thinh văn thường thủ hoặc là Đức Phật độc giác. Có những người bố thí thường thôi, dù chúng ta có bố thí nhiều như vậy, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng có những người bố thí nhiều hơn chúng ta là những vị Phật độc giác, những vị tinh văn thượng thủ, những vị Phật toàn giác, bố thí đến bố thí sanh mạng, bố thí tứ chi, bố thí tài sản, bố thí mình ngoại thân. Như vậy thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta bớt ngã mạn, vì cái ngã mạn là một cái pháp tự cao tự đại, tự kiêu tự đắc. Và một cái loại phiền não đó, đó nó luôn luôn nó làm cho chúng ta khó chứng đắc được. Chúng ta thấy như là ngày Sariputta và ngày Mộc La Ná, nhưng mà tỳ khu Cô Ca Ly Cá cũng nghĩ mình là tỳ khu, nhưng mà không bao giờ biết rằng mình là tỳ khu, nhưng mình còn cái kiêu mạn, mình còn cái sự phẫn nộ sân hận. Nhưng mà đối với ngày Mục Kiền Liên, ngày Sa Lập Phất là vị A La Hán,
các vị nó không còn cái sự tâm tư của vị đó như đất, như nước, như như là hư không, như là con bò bị gãy sừng, như là một đứa chiên Đà La. Mà khi mà ngài so sánh con bò bị gãy sừng gặp con bò là cũng sợ. Một cái người mà biết như vậy đó là bỏ được cái tự kiêu. Một người thường thường họ tự kiêu về dung sắc, vì tài sản, vì trí tuệ của mình, vì cái hành kỳ. Nhưng mà đối với người biết đó, thì họ nghĩ rằng mình hành kỳ như vậy nhưng mình có chứng đắc hay không. Vì nếu không chứng đắc đó, mình vẫn tiếp tục luân hồi trong địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la. Ai dám bảo đảm vì cái tùy miên, cái tùy miên, cái kiêu mạng tùy miên này vẫn còn, thì vẫn có thể tái sanh vào cảnh giới này, cảnh giới kia do những cái ác pháp này mang lại. Rồi hữu tham tùy miên là gì? Là cái sự chấp chặt trong sự sanh tử luân hồi. Chúng ta không có thấy sự luân hồi là khổ, không thấy được mỗi cái kiếp luân hồi là đau đớn, từ lúc ra cho đến lúc phấn đấu để thành đạt, biết bao nhiêu nước mắt mồ hôi, biết bao nhiêu công gian, không cái công khó hy sinh của nhiều người. Bởi chúng ta thấy một cái người mà thành đạt đó, cha mẹ họ có giới thiệu họ vào đời mấy chục năm trời, từ lúc mà họ học lớp 5 cho đến lúc mà họ học được thạc sĩ, tiến sĩ, họ trở thành tiến sĩ, thì biết bao nhiêu mắt mồ hôi, biết bao nhiêu tiền của cha mẹ, của người thân đưa đón, của bao nhiêu người dạy dỗ họ, bao nhiêu cái sự hy sinh cho họ, họ mới được như vậy. Như vậy thì một cái người mà họ thấy được như vậy đó, thì họ mới thấy rằng cái sự hữu tham tùy miên đó là cái sự chấp chặt trong sự luân hồi. Và chúng ta thấy rằng cái sự luân hồi dài hay ngắn đó đều là do cái sự hữu tham của chúng ta. Chúng ta thấy luân hồi là khổ thì chúng ta sẽ không muốn luân hồi nữa. Còn khi mà chúng ta không thấy được luân hồi là khổ thì chúng ta muốn sanh làm mệnh phụ phu nhân, muốn sanh làm những ông hoàng. Nhưng mà khi chúng ta coi thanh cung 13 hoàng triều, những bà mệnh phụ phu quân đó cũng tranh giành, cũng tàn hại lẫn nhau, cũng làm điều nhiều cái hãm hại lẫn nhau. Vua chúa họ cũng vậy, con cái họ cũng muốn được, và họ cũng tàn hại lẫn nhau. Chỉ khi nào chúng ta hiểu rằng tất cả sanh hữu đó đều là khổ hết thì chúng ta mới từ bỏ được sanh hữu. Vì chúng ta muốn sanh hữu, vì chúng ta khổ, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục luân hồi. Nên thường thường Đức Phật ngài mới nói rằng một người nghèo khổ, nhưng mà vì cái sự chấp thủ của họ quá lớn, và có một người vợ xấu xí, tàn tật, mặt mày lem luốc, đầu tật rối bù, nhà cửa siêu vẹo, bình bàn ghế thì trông trên, nồi niêu thì mốt méo, nhưng mà họ dính mắc quá nên họ không từ bỏ được đi xuất gia. Như một người có thể là đế vương, nhưng mà họ nghĩ rằng cái sự luân hồi là khổ. Bây giờ mình làm đế vương, mình có phước, mình hãy tận dụng mà tu. Chứ lúc mà mình làm ăn mày, ăn xin thì mình đâu có được như bây giờ. Mình làm vua mà đi tu đó thì người ta mới ca tụng như là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nhưng mà nếu một người ăn mày đi tu đó, đâu có ai nói gì. Cũng như là Thái tử Thị Đạt Ta đó, là một vị Đông Cung Thái tử, từ bỏ ngai vàng đi tu, người ta mới tôn vinh như vậy, ở trong cái giai cấp cao quý. Thì cũng như vậy, hữu tham tùy miên là khi nào chúng ta thấy những cái sanh hữu là khổ, dù là cái sanh hữu đó cực kỳ mỹ lệ, nhưng mà chúng ta vẫn từ bỏ, như là Hoàng hậu Khê Ma. Chúng ta thấy bà Hoàng Khê Ma rất là đẹp, là một bà hoàng khả ái như vậy, nhưng mà xuất gia làm vị thánh ni để nhất về trí tuệ. Hay là nàng Uppalawana, một người sanh ra trong gia đình hàng tộc như vậy, bao nhiêu người dương tôn công tử cầu hôn, nhưng mà nàng cũng từ bỏ để đi xuất gia, làm vị có thiên nhãn thuần tình. Thì những điều đó được Đức Phật ngài nói lên khi mà người đó bỏ được cái hữu tham tùy miên, không có dính mắc vào những cái sanh hữu, dù quá khứ, hiện tại, vị lại, những cái gì đó, danh lợi, tài sản. Nhưng mà khi nhắm mắt rồi xuôi tay thì cũng bỏ tất cả, không có ai mà giữ gìn được cái gì lâu dài, cho đến mạng sống, cho đến những cái thành đạt này cũng phải buông bỏ chúng ta mà đã đi thôi. Nên chúng ta hãy suy nghĩ như vậy để dứt trừ những cái hữu tham tùy miên. Vô minh tùy miên đó là một sự che đậy
không thấy được cái sự luân hồi, không thấy được cái sự đau khổ của danh sắc, hay nói chung là vô minh vì che, không thấy được cái sự thực tướng của danh sắc ngũ uẩn, không thấy được cái thực tướng của các lậu và vô minh lậu. Chúng sanh già chết khổ sầu bởi do tứ lậu, dẫn đầu là vô minh, vô minh lậu. Như vậy là vô minh tùy miên đó là một cái pháp mà luôn luôn làm cho người mê muội, là một thứ phiền não sanh trong 12 tâm bất thiện. Đó là bốn sở hữu bất thiện biến hành, si vô tàm vô quý phóng dật. À, đó là si chính là vô minh, vô tàm chính là không có hổ thẹn, vô quý chính là không có ghê sợ, phóng dật là quên mình. Vì chính những cái ác pháp này đó là những cái căn bản, căn tố luân hồi, và làm cho chúng sanh cứ trồi hụp trong cái sự sanh tử luân hồi. Chỉ có lúc làm người đó mình được nghe pháp thì minh mới sanh, chứ còn những lúc mà làm súc sanh đó, làm cọp thì phải đi ăn thịt những cái chúng sanh khác, làm những con chồn, những con thỏ thì lúc nào cũng sợ hãi phập phồng sự giết chóc mình. À, như vậy nhưng mà mình không thấy được những cái sự khổ đau đó, nên Đức Phật gọi là vô minh tùy miên. Đó là một cái sự che đậy sự thật, mà chúng sanh bị vô minh che đậy, tham ái tới buộc, nên cứ mãi sanh vào những cái cảnh giới, dù là cảnh giới khổ hay cảnh giới vui, thì chính những cái điều mà Đức Phật này nói là vô minh đậy, tham ái tới buộc, chúng sanh tiếp diễn trong sự luân hồi vô tận như vậy, không biết đến lúc nào chúng ta mới đắc đạo quả tu đồ quần. Nên thường thì Đức Phật này dạy một người đắc đạo quả tu đồ quần, sự luân hồi được từ bỏ giống như cát sông Hằng trôi ra biển cả. Cái sự còn lại của luân hồi đó giống như cát trên bàn tay như vậy, trong nắm tay như vậy. Cái sự ít ỏi của nắm cát ở trên bàn tay, còn từ bỏ cái sự luân hồi nhiều như cát từ sông Hằng trôi ra biển cả. Quý vị biết những cái dòng sông, mà những cái lịch sử dòng sông, có những con sông rất là dài tới mười mấy ngàn cây số. À, cát trong dòng sông nó trôi ra biển cả biết bao nhiêu là cát. À, thì chúng ta thấy Đức Phật này sự luân hồi của người chưa có đắc đạo quả tu đồ quần, cái sự luân hồi đó vô tận kinh khủng rất là nhiều, cho đến khi nào đắc đạo quả tu đồ quần, cái sự luân hồi nó còn ít như cát ở trong bàn tay. À, sự từ bỏ luân hồi giống như cát ở sông Hằng trôi ra biển cả. Chính vì cái sự vô minh đó nên chúng ta không tìm được cái người đầu tiên, không tìm được người mẹ đầu tiên, không tìm được người cha đầu tiên. Và chúng ta nghe Đức Phật Ngài đã nói đó, Ngài phát nguyện ở trong tâm bảy A Tăng Kỳ, phát nguyện ra lời chín A Tăng Kỳ, và Đức Phật thọ ký bốn A Tăng Kỳ. Như vậy thì 20 A Tăng Kỳ là một con số 20, 140 chút số không. Nhưng mà Ngài đã thành Phật rồi, chúng ta cứ tiếp diễn trong sự luân hồi. Chính vô minh tùy miên này làm chúng ta luân hồi rất là lâu, rất là dài. Và chính vô minh này là sự cản trở không cho chúng ta thấy rằng cái sự mong manh trong kiếp sống này, cái sự tạo tác những cái phước báo công đức là điều cần thiết. Chúng ta không nghĩ rằng cái sự tu tập là cần thiết, vì chúng ta bị vô minh che đậy nên chúng ta mới không thấy được vấn đề này. Nếu mà minh sanh đó, thì chúng ta nỗ lực tu tập, vô minh sẽ diệt, minh sanh vô minh sẽ diệt. Nhưng mà chúng ta sống bị lẫn lộn, bị vô minh lúc nào cũng che chắn, nên chúng ta thấy đời là một màu hồng, đời là một màu xanh, một cái sự hy vọng, một cái sự tìm cầu trong tương lai. Cho đến khi nào chúng ta thấy đời là một màu đen, vô minh là cái sự che chắn, sự tâm tối trong sự khổ đau, chúng ta mới tìm cầu cái sự giác ngộ giải thoát. Nên đó, chúng ta hiểu Đức Phật này dạy vô minh che đậy, tham ái trói buộc, chúng ta cứ tiếp diễn trong sự luân hồi sanh tử như vậy. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói về bảy cái pháp tùy miên này đó, đó là những cái gì mà dẫn chúng sanh luân hồi, dẫn chúng sanh vào trong cái cảnh giới luân hồi miên viễn. Từ khi nào mình từ bỏ được cái tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, thì mình sẽ chấm dứt được một số cái sự luân hồi, giống như vị thánh tu đồ quần còn luân hồi rất ít. Ngày nào mà chúng ta diệt trừ được cái phẫn nộ tỳ miên, thì chúng ta sẽ chứng đắc được đạo quả A Na Hàm. Ngày nào chúng ta diệt trừ vô minh tỳ miên, hữu tham tỳ miên,
chúng ta sẽ đắc đạo A La Hán. Như vậy thì chúng ta thấy tham tùy miên là một cái trạng thái mà rất là khó để từ bỏ, đến vị A La Hán mới từ bỏ được hết tất cả tham tùy miên này. Còn tà kiến tùy miên là bốn tâm tham, hoặc tà hoài nghi tùy miên, đó là cái tâm sở hoài nghi dẫn đến sự luân hồi. Trong cái sự luân hồi đó, nếu thì tu đồ quần thì còn luân hồi rất ít. Như vậy thì Đức Phật này cũng dạy chúng ta biết rằng những cái ác pháp này, những cái pháp này cần phải đoạn trừ. Nếu mà chúng ta đoạn trừ được một phần, chúng ta an vui được một phần, chúng ta thành đạt được minh sanh một phần, thì vô minh diệt một phần, ánh sáng sanh một phần, bóng tối diệt một phần. Như vậy là những vị thánh tu đồ quần, những vị chư thiên sa khi thân ngoại mệnh chung sanh làm chư thiên thanh tịnh, đó là những vị thánh tu đồ quần tư đà hàm. Những vị an hàm như Phạm Thiên Tha Ti Ca Rá, hay là ông Phạm Thiên Tích Xá, những vị đó là chứng vị an hàm. Còn khi mà A La Hán rồi thì vị đó sẽ viên tịch niết bàn, không có sự luân hồi trong kiếp sau đối với vị thánh A La Hán. Như vậy thì những cái pháp này được Đức Phật thì nói cần đoạn trừ, và nếu không đoạn trừ đó thì sự luân hồi giống như chúng ta muốn cho nó hết khổ, nhưng mà chúng ta không muốn đúng cách. Chúng ta giống như người lấy cát mà muốn thành cơm thì không thể nào thành cơm, vì mình có cầu nguyện, hay là mình có van xin, hay là mình có khẩn nài, thì cát nấu hoài cũng chỉ thành cát thôi. Nhưng mà nếu một người tu tập bình tâm mà tu tập nó diệt trừ những cái ác pháp, thì giống như người mà muốn thành cơm vậy đó, lấy gạo thì nấu thành cơm thôi. Dù người đã có muốn hay không muốn thì cũng thành cơm, vì cái phương pháp thành cơm. Vì những cái ác pháp này đó là những cái pháp đưa đến sự luân hồi, và chấm dứt được một phần thì chúng ta bớt tái sanh một phần, chấm dứt được toàn diện thì chúng ta sẽ không luân hồi nữa. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, về phần trình bày về những cái pháp cần đoạn trừ ba tắc ba tham má, giờ đó là bảy cái pháp tùy miên, được ánh si giá, có tham được tùy miên, phẫn nộ tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, chiêu mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên, đó là bảy cái pháp tùy miên phiền não. Nó xin trình bày với như là trình bày phần nào còn chưa sáng tỏ, đó là những câu thảo luận của Dư Tăng. Phước lành này còn kính nhân chư tôn đức tăng, khi đến thân bằng viễn thuộc xin hồi đến các người thân chúng con, các người đệ tử, mong đặt phước lành hậu trì cho tất cả được ăn vui sống chứng ngộ được đạo quả niết bàn. Bây giờ thì con kính được vào giật đẳng điều phật cái phần thảo luận. Sa thủ kính trưng thưa tổ Phật Đồng, thưa tổ Pháp Tinh, thưa tổ có ở trước máy và có nghe được không? Nếu thưa tổ Pháp Tinh đang ở trước máy và nghe được, xin thỉnh thưa tổ Pháp Tinh hoàn thiện cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Một lần nữa xin được hỏi thưa tổ Pháp Tinh, thưa tổ có mặt ở trước máy và nghe được không? Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu để được tính ở trước máy nghe được, xin thỉnh để được tính hoàn thiện cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Nguyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Dạ, Đại Đức Nguyên Thông hoàn thiện cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Đề tài phiền não tiền miên gợi nhắc chúng ta ý nghĩa nào sau đây? A. Những phiền não hiện chưa có không có nghĩa là sẽ không có. B. Một khi gặp đối tượng, gặp đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh mà mình thiếu cảnh giác thì phiền não sẽ bộc phát mãnh liệt không ngờ. C là chưa chứng thánh quả thì đừng tin tâm mình. D là cả ba ý nghĩa trên. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh đã được Nguyên Thông quan hệ cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con xin góp ý cho cái câu trắc nghiệm số 1, hỏi rằng đề tài phiền não tùy miên gợi nhắc chúng ta ý nghĩa nào sau đây? A là những phiền não hiện chưa có không có nghĩa là sẽ không có. Cái này là có vẻ đúng. B, một khi gặp đối tượng, tập đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, thiếu cảnh giác thì phiền não sẽ bộc phát mãnh liệt không ngờ. Thì cái này là quá rõ ràng chính xác. C, chưa chứng thánh quả
thì đừng tin tâm mình dở quá đúng ý là như vậy, bởi vì mình chưa chứng thánh quả thì những cái phiền não của chúng ta thì chúng ta chưa đoạn trừ được. Mà những người từ tu Đà Hoàng Tứ Đà Hàm thì cái dục ái và sân thì vẫn còn. Còn như tới đến Na Hàm thì mấy là dứt trừ được thân kiến, huệ nghi giới trú cấm thủ dục ái và sân. Cho nên là cái câu đó thì chưa chứng thánh quả thì đừng nên tin mình là cũng lẫn cả đúng. Đây là bao cả ba ý nghĩa trên thì chắc chắn thì con cho là con chặn cái câu D. Còn cái câu mà chính xác nhất, rõ ràng nhất là một khi gặp đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, thiếu cảnh giác thì phiền não kỳ miên nó bộc phát mãnh liệt. Cái đó, câu đó là nó rõ ràng nhất. Kính thưa sư phụ, và con chọn là câu D. Và con xin trao mai lại cho sư phụ và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thủ cái trường hợp để thông. Xin được hỏi thì tòa pháp tinh thì tòa có ở trước máy và nghe được không? Nếu thì tòa pháp tinh nghe được, dạ, xin thỉnh thì tòa pháp tinh quan kiện trả lời câu trách nhiệm số 2. Mời quý Phật tử trả lời câu trách nhiệm số 2 là khi phiền não chưa hiện khởi, theo tam tạng Bali thì nằm ẩn ở núp ở đâu? Dạ, hôm nay chúng ta nói về tìm miên hay là tìm thùy đó, hay là gọi là pháp ngũ ngầm, thì khi mà nó chưa hiện khởi thì nằm ở đâu? A là chứa đựng ở tàng thức hay là ở lại gia thức. B là không nên nói ở đâu, nhưng không thể nói là khi cây xoài chưa ra hoa thì trái xoài nằm ở đâu trong thân cây xoài. C là tìm miên nên được hiểu là có khả năng sanh khởi, chứ không có nghĩa là nằm chờ sẵn đâu đó. Như nói là hai phiến đá chạm nhau thì lửa sanh ra, chứ không phải lửa nằm sẵn trong đá. D là câu B và C đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh Thượng tọa Pháp Tân Hoàng Hỷ Tạp Anh. Dạ, Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đăng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Nguyên Thông cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Câu trắc nghiệm số 2 là khi phiền não chưa hiện khởi, theo tam tạng Bali thì nằm ở đâu? A là chứa đựng trong tàng thức, A là gia thức, B là không nên nói ở đâu, không thể nói cây xoài chứa trong cây xoài, hoa xoài ra qua thì trái xoài nằm ở đâu trong cái thân cây xoài. C là tìm miên nên được hiểu là có khả năng sanh khởi, chứ không nghĩa là nằm sẵn ở đâu đó. Là hai phiến đá chạm vào nhau thì ra lửa, chứ không nằm sẵn trong đá. D là câu C, câu B và câu C đúng. Thì chúng ta thấy gọi là phiền não theo trong tam tạng Bali ấy, thì A là chứa đựng trong tàng thức, A là gia thức. Thì ở đây Phật giáo Bắc truyền ấy, thì họ nói là chứa ở trong cái tàng thức đó. Và như vậy thì khi nào mà nó ấy thì nó sanh khởi lên. Thì cái này là theo Phật giáo Bắc truyền, nhưng mà theo trong kinh điển Bali á thì nó không hẳn là nằm ở đâu, không hẳn là nằm ở đâu. Thì khi có điều kiện thì căn gặp cảnh thì nó sẽ hiện khởi mà thôi.
chứ không có nói gì ra đó nha. Rồi câu B là không nên nói ở đâu, như không thể nói là cây xoài, cái xoài đó. Thì ở đây đó chúng ta thấy căn với cẩn giao thoa với nhau thì tự động thức sanh khởi. Và ở trong đó đó thì các vị thấy rằng là phiền não nó sẽ sanh khởi, nó điều kiện ở trong đó nó sẽ sanh khởi. Vì vậy cho nên là không thể nói rằng nó nằm ở đâu, cũng như là nói cái ví dụ là cái trái xoài nằm trong cái thân cây xoài khi mà nó chưa ra quả. C là tìm miên được hiểu là có khả năng sanh khởi. Bởi vì ở đây chúng ta hiểu là pháp tiền miên là pháp mà nó ngủ ngầm, và khi nào mà nó có điều kiện thì nó sẽ sanh khởi mà thôi. Như là cái ví dụ là hai cái phiến đá mà chạm vào nhau thì nó sẽ nảy ra lửa mà thôi, nảy ra lửa, chứ nó không phải là nằm sẵn. Khi hai cái mà nó gặp nhau thì tự động nó nảy ra lửa. Nên là cái câu A thì chúng ta không có thể chọn được rồi. Riêng vì cái câu B và câu C á, thì chúng ta thấy nó hợp lý, là bởi vì là khi nói rằng là không thể nói rằng không thôi không nên nói là cái trái xoài nằm ở trong cái thân cây xoài khi nó chưa ra quả, hay hoặc là chúng ta nói rằng là tìm miên là được hiểu theo khả năng sanh khởi, chứ không phải là nó có khả năng để sanh khởi, khi nào nó có đủ điều kiện nó sanh khởi. Thì ở đây chúng ta thấy cái câu D ấy, A và C là đúng, thì chọn cái câu A, cái câu D ở đây là vì cái câu D nói là B và C là đúng nha, B và C là đúng thì nó đúng như vậy. Thấy pháp lữ là chọn D diệu giác, chọn D huệ ngọc, chọn D nè Phong Lan, chọn D từ bi, chọn D Quang Nguyệt, chọn D Châu Phan, chọn D Sakura, chọn D và rồi Lạc Lê 2017 cũng chọn D. Dạ, chúng tôi xin chúc mừng quý Phật tử. Bây giờ con kính thỉnh Thượng Tòa giác đẳng trở lại. Sa thú kính trình Thư Tổ Hợp Tình. Thư Tổ Hợp Đăng có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu được kính thỉnh Thư Tổ Hợp Đăng hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 3. Một lần nữa xin được hỏi Thư Tổ Hợp Đăng Thư Tổ không? Dạ, kính thỉnh Thư Tổ Hợp Đăng cho đáp án câu trắc nghiệm số 3 và mời quý Phật tử trả lời. Trắc nghiệm số 3 là bảy phiền não tiềm miên, là tham dục tiềm miên, sân tiềm miên, kiến tiềm miên, nghi tiềm miên, mạng tiềm miên, hữu tham tiềm miên, vô tiềm miên. Thật cái sân tiềm miên đúng ra là chúng ta nên dịch là phẫn nộ tiềm miên thì đúng hơn là cái là sân tiềm miên. Quý vị con nghĩ sửa lại là phẫn nộ tiềm miên. Mang đặc tính nào sau đây so với những phiền não khác, như là ví dụ mình so với bỏng sản hay là hôn trầm, thì A là những tiềm miên này có thể bộc phát cực mạnh không ngờ. Mình nghĩ rằng mình không có những thứ đó nó mạnh như vậy, nhưng mà tới khi nó bộc phát ra nó mạnh chúng ta không ngờ được. B là rất khó phòng ngừa và có khi nó đến một cách rất là mau chóng, nó đến một cách rất là bất chợt mà chúng ta không có đỡ được. C là chưa sanh vì chưa hội đủ điều kiện. Mình không có nghĩa là mình chưa có cái đó không nghĩa là mình sẽ không có, nhưng mà tại vì nó chưa đủ điều kiện thôi. Ví dụ như là đôi khi mình nghĩ rằng mình không còn vướng vào danh, vào lợi, vào tình yêu, nhưng mà rồi tại mình chưa gặp đúng đối tượng thì mình vẫn sa ngã như thường. Đây là cả ba câu trên. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh tâm hoan hỷ cho đáp án.
Alo. Trách nhiệm số 3, bảy pháp kỳ miên, tâm dục kỳ miên. Thì không thể bộc phát cực mạnh không ngờ, rất khó phòng ngừa, chưa sanh thì chưa có chưa hội đủ điều kiện. Nghe các bác học trên được chưa? Bác học trên đúng. Thật sự thì chúng ta biết rằng những cái pháp kỳ miên này đó, mình nói rằng mình có những cái tâm tham á, nhưng mà nó chưa có, nó chưa phá cực mạnh. Bởi thường thường chúng ta thấy như câu chuyện của bốn cái vị thiên vương và nàng thiên nữ Rohini đấy. Bốn vị thiên vương thấy cái nàng thiên nữ này thì diễn đạt mỗi người một cách, như là nước ở trên thác đổ xuống, như là trống sắp trận, như là lửa và lông gà, như là cái ngọn cờ trên đỉnh tháp. Nhưng mà thiên chủ Đức Thích nói rằng nếu không được nàng thiên nữ Rohini thì ngài chết liền. Nên tứ đại thiên vương để cái nàng thiên nữ đó cho thiên chủ Đức Thích. Như vậy thì thật sự ra thì chúng ta thấy rằng khi mà cái cảnh chưa có bực, chưa có phát thì mình không biết, mình không nghĩ mình có thể như vậy. Nhưng mà khi mình đến cái mức độ đó thì mình thấy rằng mình cũng có như vậy, bị tham thì viên đó, nó còn. Cũng như là hoài nghi tiền miên đó, hay là tài kiến tiền miên đó, thì nó chưa có gặp những cái điều kiện thôi. Chứ còn khi gặp điều kiện đó, thì chúng ta đến Đức Bồ Tát thì chúng ta nó có những kiếp là đã tu như vậy đó, nhưng mà có những kiếp ngài vẫn còn bị những cái ác pháp này chi phối, và ngài đã làm những việc tế thần giết hại chúng sanh. Nhưng mà do ngài tu tập mà quen nên ngài nghe những chúng sanh than khóc đó, thì ngài bị xúc động và ngài từ bỏ những cái điều làm sai lầm đó, và ngài trở về con núi ngài tu tập lại. Thì cũng chúng ta cũng thấy như vậy. Câu B là rất khó phòng ngừa, bởi vì thật sự khi mà chúng ta thấy rằng đối với mắt chúng ta và đối với cảnh sắc đó, thì tham thì miên, hay là sân thì miên, sanh khởi, hay là tà kiến thì miên. Nên khi nào mà chúng ta có mắt thì chúng ta phải phòng hộ thôi. Mà lúc mà chúng ta không phòng hộ thì những cái ác pháp này sanh khởi. Nên rất là khó, chứ không phải là dễ đâu quý vị. Nó khó phòng ngừa khi mà chúng ta thiếu chánh niệm, thiếu những cái thiện tâm thì những cái bất thiện tâm nó sẽ có mặt. Câu C là chưa sanh vì chưa hội đủ điều kiện. Bởi chúng ta có thấy rằng đối với chúng ta thấy một cái người mà cái cảnh đẹp, cái cảnh sắc đẹp, đối với ánh sáng, đối với cái sự chú ý của chúng ta, đối với tham có mặt, nên thường thường quý vị thấy một người tục sinh đa tham, cảnh gặp cái cảnh đẹp mà gặp cảm khả ái thì cái tâm tham tự nhiên sẽ tăng trưởng quý vị. Còn một cái người sân tự nhiên đó là gặp cái đối ngại tướng, những gì mà nghịch trở lại thì mình rất dễ sanh, sanh điện miên sẽ tăng. Như vậy chưa sanh vì chưa hội đủ điều kiện, vì căn cảnh và thức, hay là vì những cái ác pháp nó chưa hội đủ. Chúng ta thấy một cái tâm bất thiện sanh lên, nó có si vô tàm vô quý phóng dật, hoặc là tham tà kiến, hoặc là tham ngã mạn, hoặc là hôn trầm thị miên, thì nó có cái tâm tham hỗ trợ thì nó sẽ có hôn trầm thị miên. Chúng ta giả dược buồn ngủ nuôi sụp lộ tâm. Nên nhiều khi quý vị thấy một người buồn ngủ rồi có nhiều khi họ sẽ gây ra tai nạn chết người, hoặc là họ một cái người buồn ngủ đó thì họ có thể đập đầu xuống nền nhà khi mà họ ngồi thiền, họ có thể đập đầu xuống cái nền nhà khi mà họ ngủ gục. Của quý vị thấy cũng trường hợp như vậy. Như vậy thì những cái pháp này nó có thể đủ điều kiện đó thì nó sẽ phát sanh lên. Nên chúng ta thấy cái câu mà chúng ta chọn đó là câu D, cả ba câu trên đều đúng. Thì chúng ta xin chúc mừng quý vị. Chúng ta thấy quý vị là Hoa Nguyện Pháp Lữ, hay là Huệ Ngọc, hay từ vi ba Diệu Giác, hoặc là Sắc Cú Rá, hoặc là từ vi nhật đều, quý vị chọn đáp án là câu D. Chúng ta xin chúc mừng quý vị, và chúng tôi cũng cho đáp án là câu D. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng trở lại tiếp tục điều họp ạ. Sa thú cái trinh thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Thân, thượng tọa có mặt ở trước mắt. Nếu thượng tọa Pháp Thân còn ở trước mắt, xin thượng tọa hoan hỷ trở lại với khu thảo luận số 1. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Pháp Thân, thượng tọa có ở trước mắt và nghe được không? Đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có ở trước mắt và nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tính nghe được, xin thỉnh đại đức Pháp Tính
trả lời cho câu thảo luận số 1. Đại thức tính, chúng ta biết rằng phiền não tiền miên, tức là một thứ phiền não ngủ ngầm, nó có thể sanh khởi bất cứ lúc nào. Nếu mà chúng ta biết như vậy thì chúng ta nên chuẩn bị cái gì để đương đầu với bảy cái pháp ngủ ngầm này, bảy pháp tiền miên này? Xin thỉnh đại đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Niết Bàn, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn Bụt Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái những cái pháp triền miên này thì nó cũng giống như là cái ngồi nổ ở trong cái chất nổ đó, thành ra đó khi mà nó chưa nổ thì nó vẫn còn, có nghĩa là những cái phiền não tiền miên này nó cứ ngầm, nó cứ ngủ ngầm như vậy đó. Khi nào mà đủ cái duyên lành thì nó sẽ bộc khởi, hoặc là nó sẽ phát nổ. Vậy thì đối với mình muốn ngăn chặn được những cái phiền não tiền miên này thì chúng ta phải tu tập. Thí dụ như cái duyên để cho tham tiền miên nó sanh khởi là nhất là do chúng ta ngắm nhìn tịnh tướng, thì khi rồi chúng ta không khéo tác ý thì coi như là nó sẽ bộc phát. Vậy thì nếu mà chúng ta biết cái duyên nó là như vậy thì chúng ta nên tập về bất tịnh tướng, và chúng ta phải có cái sự khéo tác ý, có nghĩa là luôn luôn mình ở trong một cái tư thế sẵn sàng thì cái phiền não nó không có cái cơ hội để mà nó bộc phát. Hoặc là thí dụ như là sân tiền miên á, thì do chúng ta nhìn thấy những cái nghịch tướng rồi chúng ta không khéo tác ý thì vậy thì nó sẽ sân khởi. Thì vậy thì cái duyên này đó, chúng ta nên ngăn chặn cái duyên này bằng cách là chúng ta tu tập về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Vậy thì đối với những cái phiền não này đó là coi như là chúng ta phải có những cái phương pháp. Bây giờ thì ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với những cái tham thì miên, cái sân thì miên, những cái này nó nặng ở trong cái tâm tính, nói chung là ở trong cái đối với cái một cái thí dụ như đối với một cái vị hành giả, mình biết là mình nặng về tham hay là mình nặng về sân, thì tham sân si thì ai cũng có hết, ai cũng có đủ hết, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là trong đó mình nặng về cái gì. Thế mà mình nặng về tham thì mình sẽ tu tập những cái đề mục bất tịnh tướng. Thí dụ như là chúng ta luôn luôn chúng ta quán về 32 thể trược, hoặc là quán về tưởng thi, thì chúng ta tu tập những cái pháp này để chi? Để cho nó ngăn chặn, nó không để tham nó bộc phát mạnh lên. Chứ nếu mà mình để cho tham mà nó bộc phát lên rồi á, mà lúc đó mình muốn tu tập á thì nó không có được, nó không có lúc đó nó không có đủ cái năng lực để mà nó dừng lại. Chỉ cho những cái bậc những cái vị Bồ Tát thì mới đủ cái khả năng dừng lại thôi, còn đối với chúng ta đó thì chúng ta không đủ khả năng để mà dừng lại. Thành ra do đó chúng ta phải biết được cái cơ tánh của chúng ta là thí dụ như mình nặng về tham thì mình tu tập về những cái đề mục thể trược, hoặc là những cái đề mục mà nó đối chiếu lại với tham. Còn nếu mà chúng ta nặng về sân thì chúng ta sẽ tu tập những cái đề mục tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả gì đó, nó sẽ đối trị lại với cái sự sân hận. Thì đối với phiền não tiền miên thì ai cũng còn hết, chúng sanh trong đời này, chúng sanh trong đời này có nghĩa là chỉ cho phàm phu thôi.
À, còn những cái vị mà ngoài thế gian này rồi á, thì những vị A-la-hán rồi thì không cần phải tu tập nữa. À, các ngài đã đoạn tận rồi, những cái phiền não triền miên các ngài đoạn tận rồi. Còn đối với tất cả chúng ta đó, chúng sanh ở trong đời này thì coi như là phiền não triền miên vẫn còn đủ, vẫn còn đủ. À, nên chúng ta phải luôn luôn lúc nào cũng giống như là canh phòng quân địch như vậy đó. À, có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có cái đề mục chúng ta tu tập để mà chúng ta đè nén được, chúng ta ngăn được, không có cho nó có cái cơ hội nó sân khởi. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Thường tọa pháp thân, thường tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu thì pháp thân nghe được sinh thịnh, thường tọa không nghĩ. Thì pháp thân trong trung bộ kinh, bài kinh ví dụ cái cưa đó, thì Đức Phật ngài có kể về câu chuyện của một đàn tiểu thơ tên là Vidhika, và có cô nữ tỳ là Kali. Khi cô Kali này đó cũng nghe nói người chủ của mình là người hiền thục thì cũng muốn thử. Cô đã làm những việc trái nghịch lòng và rốt cuộc thì cô Vidhika đã khởi tâm sân hận. Thì câu chuyện mà Đức Phật kể như vậy thì ngài cũng nói thêm rằng khi một vị tỳ kheo sống mà đầy đủ tứ sự mà trở nên những cái tâm nhu nhuyễn thì Như Lai chưa gọi đó vì đã thực sự nhu nhuyễn. Khi nào mà sống trong hoàn cảnh thiếu thốn mà tâm vẫn nhu nhuyễn thì lúc đó Như Lai mới gọi thực sự là nhu nhuyễn. Thì Tổ Pháp Tân có nghĩ rằng những cái sự thiếu thốn nói lại là nó là cái nhân sanh não nhiều, hay là lúc mà mình đầy đủ nó có giảm mất phiền não hay không? Có nhiều người họ nói rằng mình đầy đủ thì nó cũng có phiền não đầy đủ, mình thiếu thốn có phiền não thiếu thốn. Thì xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Pháp Thân. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Người anh đảnh lễ chư tôn đức kính chào đại chúng trong rừng. Ở đây thì theo con nghĩ đó thì như chúng ta thấy rằng phiền não thì nó tùy vào cái sự tu tập của người nó sanh khởi nhiều hay là ít hay là nó không sanh khởi mà thôi. Theo con thì như là cái câu chuyện mà Thượng Tọa ví dụ ở trong vụ cái cưa về hoàng hậu thứ vị Vidhi và nữ tỳ Kali đấy, thì thường là nhìn ở bên ngoài là chúng ta cũng không thể đoán được, bởi vì không thể đoán và không thể biết được ngoại trừ những bậc thánh thôi. Vì như vậy đó thì có nhiều người thì họ giận á, họ giận thì nó không phải là mình thấy rằng là không phải họ biểu hiện lên những cái lời nói cử chỉ hành động nó thô tháo, thô tháo, mà ở đây đó thì có thể nói rằng là nó tiềm ẩn. Và như vậy thì phải nói rằng là cái phiền não nó cũng tùy thuộc. Nếu như mà mình ở đây một cái ví dụ gọi là ở trong một cái hoàn cảnh thiếu thốn hay là một cái hoàn cảnh đầy đủ mà phiền não nó có sanh khởi, thì ở đây chúng tôi thấy rằng là không thể nói rằng nó đầy đủ là phiền não không sanh khởi. Bởi vì nó không sanh khởi trong cái sự tham cầu, tìm cầu, nhưng mà nó sanh khởi trong cái điều kiện, trong cái hoàn cảnh mà họ chấp giữ, cho nên là như thế nào đi nữa thì cái đầy đủ nó cũng là một, cũng có thể là phiền não nó sanh khởi.
Nhưng mà thiếu thốn á, nó cũng có thể là phiền não nó sanh khởi. Bởi vì mình đi tìm cầu, mình khao khát, mình tìm cầu. Thì con nghĩ rằng ở đây đó thì tùy vào cái mức độ tu tập của mỗi người nha. Bởi vì như lúc mà mình thiếu thốn, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cái này, thiếu cái kia, thì mình lại suy nghĩ tới. Nếu như một người mà không có tu tập thì lại suy nghĩ đi tìm cầu những cái đó rất là nhiều, và khởi cái lòng tham lên rất là nhiều. Rồi ngược lại, nếu mà mình đặt cái người, người mà có trong cái hoàn cảnh được đầy đủ nha, trong hoàn cảnh được họ được đầy đủ, thì ở đây đó quý vị thấy rằng đó là không phải là họ không có khởi cái tham đâu. Hoặc là ở trong một cái điều kiện mà mình thấy rằng, đừng có nói rằng hồi trước giờ chưa có ai chọc giận mình thì không thấy cái người đó giận, không thấy người đó họ giận dữ, họ cao có, họ khó chịu lời nói, hành động, cử chỉ, hành vi gì đó mình không thấy. Nhưng mà lỡ một cái chuyện gì đó mà đúng vào một cái yếu điểm của họ, cái nhược điểm của họ, mà bây giờ đó thì tự động họ sẽ cao có lên, họ sẽ khó chịu. Có những chuyện mình thấy rất là bình thường nhưng mà họ vẫn là cao có đối với người này, nhưng mà đối với người kia thì nó khác. Như vậy thì ở đây con nghĩ rằng phiền não thì nó tiềm ẩn ở nhiều cái hình thức, nhiều cái hình thức, và trong cái điều kiện nó sanh khởi thì con nghĩ nó muôn vàng, nó rất là nhiều, nó rất là nhiều. Và do vậy đó thì nếu như một người mà không có tu tập đó, không có nhìn, gọi là giống như là mình một cái sự việc gì xảy ra thì mình nên có cái khéo tác ý đi, khéo tác ý, nghĩ đến nhân duyên, nghĩ đến vô thường, nghĩ đến khổ, nghĩ đến như thế này thế nọ. Mình có nghĩ như vậy thì mình sẽ thấy rằng là chẳng qua là căn với cảnh nó tiếp xúc với nhau, rồi tâm mình suy nghĩ đến những điều đó sẽ khởi lên những cái phiền não tham hoặc là sân. Nếu mà mình khéo suy nghĩ, khéo tác ý, trong kinh gọi là khéo tác ý Yoniso Manasikara, tức là mình khéo tác ý, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng một cái vấn đề dù là như thế nào đi nữa, nếu mà mình có khéo tác ý thì mọi chuyện nó cũng đều ổn thỏa mà thôi. Vì nó không có phiền não, nó không có sanh khởi, do mình khéo tác ý, khéo suy nghĩ, một suy nghĩ chín chắn, suy nghĩ một cách kỹ lưỡng, tư duy một cách tự kỹ lưỡng, thì một cái việc gì nó xảy ra do mình có cái khéo tác ý đó, thì con nghĩ rằng đó là cái sự tu tập của mình, tu tập của mình, và mình khéo tác ý như vậy thì có lẽ là cái phiền não nó không có khởi lên ở trong thời điểm đó. Như vậy cũng là cái cách tu tập để điều chế từ từ cái phiền não của mình, nó lần lần sẽ tiêu dần hay nó biến mất, đến khi nào mà mình chứng quả vị quả thánh. Đó là như vậy. Thì con nghĩ rằng cái điều kiện mà thiếu thốn hay cái điều thiện dư thừa đầy đủ quá thì tùy vào mỗi người thôi. Tùy vào cái sự tu tập mình không có thì phiền não nó dựa vô đó. Đừng có nói rằng cái gì nó hay, nó tốt, hay đừng có nói là như thế này thế nọ, thì con nghĩ rằng mình chưa rập đúng cái yếu điểm đối với những cái chuyện mà mình thấy rằng nó rất là nhỏ đối với mình, nhưng mà đối với người khác nó không phải là chuyện nhỏ mà là chuyện lớn. Còn đối với có khi cái chuyện của mình là mình thấy nó lớn nhưng mà người khác lại thấy rất là nhỏ, thì cái mà mình nhìn nhận nó ra như thế nào đó, thì con nghĩ là phiền não nó dựa vào cái đó để mà nó sanh khởi, nó sanh khởi. Và do vậy trong mọi trường hợp mà sự việc, sự kiện, sự việc nó xảy ra thì mình cần có cái thường xuyên tu tập cho mình ở trong cái đời sống. Cái thứ hai là mình khéo tác ý ở trong cái suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ của mình. Một sự việc gì đó thì có lẽ là mình có thể kiềm chế được, kiềm chế được, và phiền não không có thể để dựa vào đó mà sanh khởi. Cho nên thì theo con thì con nghĩ rằng không phải là người ở trong cái hoàn cảnh thiếu thốn thì phiền não sanh khởi,
hay là người ở trong cái điều kiện mà đầy đủ một phiền não không sanh khởi. Cái sanh khởi phiền não hay không sanh khởi tùy vào cái mức độ tu tập của mỗi người, nhìn nhận khéo tác ý và có tu tập hay không là ở chỗ đó. Chứ con không có nghĩ rằng là do ở trong một cái hoàn cảnh nha. Cái hoàn cảnh nó là sao là nó là như vậy. Mình cái tâm của mình không tu tập thì ở cái cảnh nào nó cũng có thể sanh khởi phiền não. Thì ở đây là cái ý kiến của con xin được trả lời qua cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú bạch sư tổ hợp tân nhân, sư tổ hợp tân đang ở trước máy đó. Sư tổ quan hỷ trả lời thêm một câu gợi ý tại đây, đó là ở trong bảy pháp tiềm miên này chúng ta thấy có cái vô minh tiềm miên. Thì khi mà mình thiếu, mình nói phẫn nộ tiềm miên thì mình nói rằng lúc có lúc không. Nhưng mà vô minh thì hầu như là nó bàn bạc, nó hiện diện mọi nơi. Ví dụ mình nói vô minh duyên cho hành chẳng hạn. Nhưng mà vô minh tiềm miên ở đây đó, nó có mang ý nghĩa nào đặc biệt hơn là cái vô minh theo chúng ta hiểu như là vô minh là có mặt ở mỗi lúc mỗi nơi thường xuyên không? Tức là mình nói rằng có đôi khi có những giây phút mà mình u mê, mình mê tối, mình vụng dại, mình làm cái gì đó mà mình hoàn toàn không có lý tính, thì vô minh tìm có mang ý nghĩa như vậy không? Xin kính thỉnh thì tổ tân hoa kỳ trở lại. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Khai Giá. Con xin chia sẻ cái câu hỏi của thượng tọa vừa nêu ra ở đây đó. Thì con nghĩ rằng gọi là vô minh tùy miên thì đó là một cái pháp ngủ ngầm. Thường đó là mình có chuyện gì mà mình không có thấu tình đạt lý, mình mê mờ trong một cái sự nhận thức của mình, nhận xét của mình trong một cái điều gì đó, thì mình nói là mình si mê quá. Si mê quá. Nhưng mà con nghĩ rằng ở đây đó là khi mà nói đến vô minh tùy miên thì phải nói rằng nó tiềm ẩn mà. Nhà nó tiềm ẩn. Con nghĩ là lúc nào nó cũng có, lúc nào nó cũng có. Và như vậy thì do nó tiềm ẩn như vậy đó, thì con nghĩ rằng mọi cái hành động của mình, bởi một khi mà cái phiền não, cái vô minh tùy miên mà mình chưa có đoạn tận, bởi vì đây là một cái pháp tùy miên, là một cái pháp ngủ ngầm mà, cho nên là nó dường như là nó thường xuyên là như vậy, nó thường xuyên là như vậy. Một khi mà mình đoạn tận được cái vô minh thì nó trong mọi cái suy nghĩ của mình, trong mọi cái hành động của mình dễ bị chi phối của vô minh tiềm miên lắm nha. Bởi vì cái pháp mà nó ngủ ngầm ở trong tâm á, nó chi phối toàn bộ cái đời sống hành động của mình, hành động của mình. Nhiều khi là mình nghĩ mình làm cái điều đó ra nó sáng suốt lắm. Nhà nó sáng suốt lắm, mình cũng suy nghĩ theo cái suy nghĩ của chính mình, mình nghĩ rằng mình cũng thấu tình đạt lý thì rõ lắm. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình hành động thì nó cũng bị chứa chấp cái vô minh ở trong đó, cái vô minh trong đó. Cho nên là con nghĩ rằng mỗi cái hành động, như là mình nói đến hành động tức là việc làm thôi, nhưng mà cả lời nói, cái suy tư của mình này, nó có thể rằng dựa vào trong đó mà tìm miên pháp vô minh tìm miên đó, nó có thể sanh khởi. Cho nên là người ta cũng bất giác, người ta cũng không có gặp, không có thấy được. Nhưng khi mình làm những cái điều đó, mình không có trực nhận thấy được, đến khi mà mình hành động ra rồi mình mới thấy là tại sao là mình bị như vậy, tại sao mình không có sáng suốt, không có làm chuyện này nó đúng hơn nữa. Thì sự thật ra thì
cái vô minh triền miên này giống như là một cái người mà đi ở trong cái bóng tối thôi, họ cũng không có nhận ra được một cái gì đó. Xung quanh mình là toàn là màu đen bóng tối. Và như vậy thì trong mọi cái hành động đó, nếu mà mình không có chưa có diệt bỏ được vô minh triền miên hay là gọi là vô minh đó, thì con nghĩ rằng người ta cũng dễ bị chi phối lắm, dễ bị chi phối bởi cái việc đó lắm. Bởi vì dù sao đi nữa thì mọi cái hành động của chúng sanh phàm phu thì thường xuyên bị chi phối của vô minh triền miên, vô minh. Và do vậy thì mình làm việc này việc kia, làm việc nọ thì dễ bị. Nhưng mà một khi mà mình đoạn tận được vô minh á, thì có lẽ là con nghĩ rằng họ vượt ra những cái sự bóng tối đó rồi, vượt ra những cái bóng tối đó rồi. Cho nên là bậc thánh mà vô lậu thì các ngài thật sự là đoạn tận được phiền não, đặc biệt là vô minh triền miên hay là vô minh. Như vậy thì đó là cái căn gốc. Còn cái người mà với một cái người phàm phu thì con nghĩ rằng cái hành động nó dễ bị chi phối bởi vô minh lắm, dạ, vô minh lắm. Cho nên là cái si là mình nói nó nhất thời, vì mình không sáng suốt. Nhưng mà vô minh nó là triền miên, con nghĩ rằng nó ngủ ngầm hay là nó tiềm ẩn từ ở nơi tâm của mình. Và khi nào mà chúng sinh nó có nó tiềm ẩn như vậy thì khi nào mà nó có đủ điều kiện thì tự động nó sẽ sanh khởi mà thôi. Thì con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Có điều gì chưa đủ thì con thỉnh thượng tọa bổ sung. Sa thú kính đức thượng tọa Phật tử, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Đăng có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy, thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Dường như thượng tọa Pháp Đăng không có mặt ở trước máy. Dạ thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Pháp Đăng có một số Phật tử học Phật họ thấy rằng khi mà mình nói rằng mình có phiền não ngủ ngầm và nó có thể sanh khởi bất cứ lúc nào đó, thì cái nhìn đã tiêu cực quá. Thay vào đó thì người ta đề xướng rằng chúng ta có một cái bodhicitta, và bodhicitta hay là bồ đề tâm hay là Phật tánh đó. Thì cái Phật tánh đó làm sao được hiển lộ thì nó sẽ tốt. Thì cái nhìn đó có làm cho chúng ta tích cực hơn, lạc quan và hoan hỷ hơn trong đời sống hay không, hơn là chúng ta nghĩ đến chuyện não ngủ ngầm? Cái tình ý kiến của thượng tọa Pháp Đăng. Alo, bởi vì nếu mà chúng ta nói rằng một cái phương diện nào đó khích lệ mình thì nên nói, vì chúng ta cũng ai cũng có thể có cái tâm đạo a la hán, tâm quả a la hán hết, thì điều này nghĩa là khích lệ thì được. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng mình nghĩ sai lầm đó thì rất nguy hiểm. Nếu mình nghĩ rằng mình có Phật tánh như vậy thì trước sau mình cũng thành Phật, nên không biết mình luân hồi cho đến lúc nào, và có nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoài kiếp, cho đến không biết lúc nào mình mới chấm dứt được luân hồi. Như vậy thì chúng ta nên hiểu rằng người ta khích lệ để nói rằng mình có cái khả năng để chứng đắc đạo quả, thì điều này là khích lệ mình thôi. Nhưng mà nếu mình thấy luân hồi, nếu không khích lệ nói đến sự luân hồi nó khổ, rồi mình nỗ lực mình diệt hết cả những cái điều này, thì cái bồ đề chính là cái bồ đề
Bồ đề tâm đó là a la hán đạo, a la hán quả mới diệt trừ được sự ngủ ngầm của các pháp vị biên này. Nên thật sự đó thì ngay cái thời kỳ Đức Phật, Đức Phật này chỉ nói rằng cái sự khổ và sự diệt khổ thôi. Ngài nói khổ và diệt khổ, nên trong 45 năm ngày thuyết pháp ngài chỉ nói về sự khổ và sự diệt khổ. Và sau này thì có nhiều cái tông phái đó là nói rằng chúng sanh gia hữu Phật tánh, hay là chúng sanh có Phật tánh, hay là niệm Phật rồi sanh về cảnh giới này cảnh kia. Thật sự cái điều đó nó không có đúng như là 45 năm hoằng pháp của Đức Phật. Ngài chỉ nói về khổ và sự diệt khổ thôi. Và ngài nói khổ để cho mình thấy hiện hữu là như vậy, mình sợ hãi cái khổ đó, chứ nhất là cái tham ái là cái đưa đến cái sự khổ. Hay là chúng ta gọi là những cái pháp tùy miên này đó, đó là tham ái tùy miên, phẫn nộ tùy miên, rồi tà kiến tùy miên, rồi hoài nghi tùy miên, rồi ngã mạn tùy miên, và vô minh tùy miên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái phương diện mà Phật giáo đó thì Đức Phật ngài chỉ dạy 45 năm ngài chỉ nói về sự khổ và sự diệt khổ thôi. Và nếu cái sự diệt khổ này có là tâm nọ tâm quả mới sự diệt khổ được. Còn nếu mình nói rằng mình có cái Phật tánh, mình từ từ rồi cũng giác ngộ, nên nhiều khi kéo dài cái sự luân hồi cho mình không có nỗ lực. Còn nếu mà bây giờ nếu mà nói rằng mình có khả năng, nhưng mình phải làm cho nó thành tựu được cái diệt trừ cái những cái tùy miên này, thì cái chính là cái sự diệt trừ tùy miên này, đó là những cái tâm nào tâm quả. Thì con nghĩ rằng nếu mà nói cho nó chính xác, bởi vì Đức Phật ngày tuyên bố trong 45 năm thì ngày thuyết giảng nó cũng không có thừa, cũng không có thiếu, nó trong cái chánh pháp để mình tu tập. Nào nghĩ rằng cho thêm chút xíu nữa sẽ sáng tỏ hơn thì cũng chưa chắc, chưa chắc là làm sáng tỏ, thể làm cho người ta ỷ lại, người ta ỷ lại và người ta không có nỗ lực để tu tập. Thì theo con nghĩ rằng cái câu mà nói rằng chúng sanh có Phật tánh, cái câu này là khích lệ thì được. Chứ còn nếu mà nói mà chúng sanh hiểu sai thì rất là nguy hiểm. Vì cái sự luân hồi chúng ta đã lâu quá lâu rồi. Nên chúng tôi nói cái gì, ví dụ bảy tăng kỳ Đức Phật phát nguyện trong tâm, chính là tăng kỳ phát nguyện ra lời, bốn tăng kỳ thọ ký. Có nghĩa là 20 a tăng kỳ, 100 ngàn đại kiếp đó. Bây giờ ngày thành Phật rồi mình không thành cái gì hết. Có thể là do những cái tà kiến tùy miên này, những cái ngã mạn tùy miên này, những cái hoài nghi tùy miên này. Mình không hiểu pháp đúng và không hành kỳ pháp đúng, nên cái sự luân hồi cho tới bây giờ vẫn còn luân hồi. Và không có, chưa có đắc chứng đạo quả tu được quần, chưa được tu được quần nữa. Còn nói đến đạo quả A-la-hán thì còn rất còn lâu. Như vậy thì nhiều khi cái khích lệ thì như vậy, nhưng mà mình ỷ lại thì mình rất là nguy hiểm. Nếu cái câu nói đó khích lệ thì được, chứ còn nếu mình ỷ lại cái điều đó đó thì nó rất là tai hại. Vì nó đem đến cái sự tà kiến, cái sự hữu tham tùy miên, có nghĩa là luân hồi hoài. Đến hàng ngàn Đức Phật, hàng trăm ngàn Đức Phật mình cũng chưa giác ngộ được, do cái hữu tham tùy miên mà hiểu sai từ cái phiền não tùy miên này. Thì ở trong cái câu của thần đó đó thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi cho biết lại nếu gì cần nói thêm thì thần đó. Bây giờ thì con xin gửi cho thần đó. Thiền tự pháp tịnh, đại thiện pháp tính, đại thiện pháp tính có ở trước máy và nghe được không? Nếu được xin thỉnh đại thiện pháp tính trả lời cho cô thảo luận số 5. Đại thiện pháp tính sân với phẫn nộ khác nhau như thế nào? Tại vì có đôi khi người ta nghĩ rằng nỗi tâm sân là nỗi tâm mình lục đặt lên và nó giống như phẫn nộ, nhưng mà theo Phật học thì sân và phẫn nộ khác nhau ra sao? Cái thỉnh Nam mô Bụt Thầy. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Bản cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Ở trong câu thảo luận số 5 hỏi rằng sân và phẫn nộ khác nhau như thế nào. Thì đối với sân và phẫn nộ, nó có một cái điểm đồng. Nó có một cái điểm đồng là cái thứ nhất là nó không hài lòng với đối tượng. Nó không có hài lòng với đối tượng. Rồi nếu mà nói về cái sự khác nhau
là như thế nào. Đối với sân đô xá thì coi như là chỉ mới có khởi lên, như là giống như là mình không vừa lòng thôi, không vừa ý, mình không vừa lòng hoặc là mình không vừa ý thôi, thì trong cái trường hợp đó thì gọi là sân. Còn cái bất tích khá là phẫn nộ, có nghĩa là lúc đó nó, cái sự phản kháng nó rất là mạnh rồi, có nghĩa là lúc đó là coi như là mình muốn nói lên hoặc là muốn dùng cái cử chỉ gì của tay của chân hoặc là cái nét mặt, nói chung là cái cấp độ nó đã được mạnh lên rồi, thành ra đó lúc đó gọi là Vatikha, là cái sự phẫn nộ. Nếu mà phân tích thêm á, giống như là cái phẫn nộ giống như là nó muốn hủy diệt đối tượng. Còn đối với sân á, thì coi như là không hài lòng thôi, mình không có hài lòng với đối tượng, thành ra cái lúc đó cái tâm mình nó khởi lên cái sự khó chịu, thì trong cái trường hợp đó được gọi là sân. Còn phẫn nộ thì nó coi như là nó sẽ cái cấp độ nó mạnh hơn. Thì trong cái trường hợp này á, đối với cái sự sân á, nó giống như là cái chữ mà viết ở trên nước, ở trên cát vậy đó, coi như là nó vừa có rồi nó sẽ được xua tan thôi, bởi một cái gì đó, bởi một cái tác nào đó thì nó sẽ xua tan. Hoặc là thí dụ như cái nét chữ chữ mà viết ở trên nước thì nó không có để lại, cái dấu vết. Còn chữ mà viết ở trên cát thì cũng có để lại cái dấu vết, nhưng mà chỉ cần một chút nước mà nó đi qua thì coi như là được xóa sạch đó. Còn đối với phẫn nộ thì nó giống như là chữ mà viết ở trên đá, có nghĩa là người ta khắc vào ở trong đá rồi, thì trong cái trường hợp này muốn nói lên là coi như là phẫn độ nó mạnh hơn, nó cũng như là nó có một cái sự mà nó có một cái sự mình lộ ra bên ngoài, nó được lộ ra bên ngoài bằng cái thân khẩu ý, thì trong cái trường hợp đó gọi là bất tích khá, gọi là phẫn nộ. Còn sân thì coi như là nó chỉ khởi lên ở trong tâm thôi, nó chưa có đến nỗi. Thì đây là hai cái sự khác nhau giữa sân và phẫn nộ. Bây giờ thì con xin được thỉnh thượng tọa trở lại. Sao tôi cái chuyện này thì không tính. Tôi Phật tử tìm niên này đó, là bảy cái khả tính tiềm ẩn mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình không có, nhưng mà kỳ thật là nó khiến chúng ta đánh giá sai về bản thân của mình. Nó tương tự như trường hợp như vậy là mình thân mình vốn có thể mang nhiều chứng bệnh. Hồi chúng tôi khoảng 40 tuổi đó, thì lúc sức khỏe rất là tốt, và hầu như chúng tôi nghĩ rằng mình khó có thể bị những cái chứng bệnh giống như ngày hòa thượng. Nhưng mà chỉ có 4-5 năm sau đó thì chúng tôi phát giác rằng mình bị bệnh tiểu đường. Và dĩ nhiên bị tiểu đường là ảnh hưởng đến những cái bệnh khác. Rồi khi mà nói đến sức khỏe đó, thì mình phải nhận rằng có những cái khả tính tiềm ẩn mà nó sân khởi. Nhưng cái bệnh của thân thấy bệnh nó chậm hơn là bệnh của tâm. Ở trong thiền tông của Nhật Bản đó, họ có câu chuyện là có một vị thiền sư tu tập lâu năm,
mà được nổi tiếng là một người có cái đức tự chủ rất là cao. Nhưng mà rồi có một lần có một chú tiểu lại muốn thử vị này, trong lúc bưng trà thì lại cố tình làm đổ cái ly trà lên trên áo của vị này, và bất chợt thì vị này nổi giận quát này. Cái mà đáng sợ trong đời sống là những giây phút bất ngờ, hay là đôi khi tự giác, tức là chúng ta không có cảnh giác, không có phòng ngừa đó, thì những phiền não đó nó sanh khởi, và nó sanh khởi rất là mạnh mẽ. Một cái ví dụ mà chúng ta có thể rất là thường thấy đó là hận thù hay là sự phẫn nộ. Bình thường mà chúng ta đi đâu ai cũng tôn trọng. Họ tôn trọng là bởi vì lịch sử, họ tôn trọng vì địa vị của chúng ta, họ tôn trọng tại vì cái hoàn cảnh như vậy, họ phải tôn trọng như vậy đó, thì không nói chi. Nhưng mà một khi mà chúng ta bị người khác làm nhục, bị người khác sỉ vả, hay là họ đối xử một cách rất là bất công, thì thưa quý vị, lúc đó chúng ta mới thấy cái phiền não trong lòng mình khởi lên như thế nào. Chúng tôi có một lần đi hành hương với một số quý Phật tử, và về tới phi trường thì có một Phật tử, vị đó là dược sĩ và cũng là người có tư cách, và thường thường á thì vị này hầu như rất là tin tưởng vào cái cuộc sống rất là đàng hoàng, rất là thành công và rất có căn bản của mình. Nhưng mà khi đi qua quan thuế đó, thì thưa quý vị, người ta gọi lại họ xét. Đôi khi ở chỗ quan thuế họ xét thì như vậy thôi, nhưng mà không biết họ vì lý do gì được bữa đó họ xét hơi kỹ chút. Thì chúng tôi có thể nói rằng cả một chuyến đi hành hương, bao nhiêu niềm hoan hỷ vì lễ Phật, vì chế bái thánh tích, vì làm phước, nó không đủ để cho vị này nguôi ngoai đi sự phẫn nộ, sự căm giận, sự bực bội từ phi trường Los trở về Houston, khi thấy rằng mình bị tra xét giống như là một tù nhân phạm tội vậy. Thật ra đôi khi mình đi qua quan thuế đó, thưa quý vị, người ta gọi là random selection, tức là đôi khi họ lựa đại ai một cái thì họ xét, và chúng ta tình cờ là một trong những người đó, thì bữa đó hơi phiền chút xíu. Người ta làm như vậy để không ai ý lại. Nhưng mà vị này thì lại cảm thấy rằng rất là nhục nhã. Bao nhiêu người đi không bị xét, chỉ mình bị xét, và họ xét mà họ xét như là một phạm. Thì trong của chúng ta đó, nó có nhiều khả năng mà chúng ta gặp những hoàn cảnh tương tự như vậy. Ngay cả những người rất thân của chúng ta ở trong một hoàn cảnh nào đó, đó mà mình nghĩ rằng người đó là ruột thịt máu mủ của mình, nhưng mà họ quay đầu lại đó để họ hại mình, thì nó cũng thể làm cho mình nổi điên lên được, chứ phải không nổi điên lên được. Rất là dễ thưa quý vị. Vì vậy ở trong cuộc sống này đó, đối với bảy pháp ngũ cầm này, thì chúng ta nên hiểu rằng phiền não nó là những thứ mà mình phải hiểu, và mình luôn luôn cảnh tỉnh rằng khi mà chưa đắc đạo chứng quả thì những phiền não này nó có thể khởi sanh, và sự khởi sanh của nó đó nó nằm ngoài cái sự tưởng tượng của mình, ngoài cái sự đinh ninh của mình. Mình nghĩ rằng mình không thể có như vậy, nhưng mà rồi lúc đó mình có. Lúc đó những phiền não đó, đó là sanh khởi một cách rất là mạnh mẽ. Vì vậy, nếu chúng ta thường tu tập, tại sao trong Phật Pháp dạy về quán bất tịnh,
dạy về quán vô thường, khổ vô ngã, dạy về tu tập những pháp như từ bi hỷ xả, tu tập thường xuyên. Tại vì nói theo ngài Nagasena đó, thì chờ giặc đến rồi mới xây thành, chờ khát nước rồi mới đào giếng, thì thật ra nó hơi trễ rồi. Một khi mà chúng ta đã nổi cơn thịnh nộ, một khi mà hận thù đã lên men rồi đó, và lúc đó biểu chúng ta ngồi xuống để niệm tâm từ thì khó lắm, là rất khó. Thưa quý vị, khi nếu mà chúng ta biết được phiền não đó, thì mình phải có một những cái phương thức chặn nó lại trước. Thí dụ như là cái quán tưởng thường xuyên về sự khổ, sự khổ của mình và sự khổ của mọi người. Thật ra đó là một phương lương dược rất là nhiệm màu. Tại vì khi mà mình hiểu cái khổ một cách sâu sắc thì chúng ta sẽ sanh khởi đại bi tâm. Sanh khởi bi tâm thì chúng ta bớt đi hận thù. Hận thù là gì? Hận thù là lúc nào đó mà mình nổi điên lên, mình muốn cho người nào đó bị khổ, người nào đó bị cái này bị cái kia, mình mới hả giận. Nhưng mà nếu chúng ta thường tu tập tâm bi đó, thì như lúc đó mình sẽ bớt đi cái ý nghĩ là mong cho người khác khổ. Tội ác tạo nên đó, bởi vì những người mà họ tạo tội ác đó, họ không có nghĩ trước về những đau khổ mà họ sẽ gieo rắc cho người khác. Thí dụ một người họ đi làm ở trong hãng xưởng và họ bị sa thải một cách bất công. Ở Mỹ này có rất nhiều trường hợp là lẽ ra người ta đi làm thêm vài ba tháng nữa thì họ sẽ về hưu, và khi họ về hưu thì họ hưởng tất cả những phúc lợi mà họ có thể có được. Nhưng mà vì lý do này lý do khác, họ bị đuổi sở trước khi họ về hưu có vài tháng thôi. Và thưa quý vị, nhiều người họ cảm thấy quá quất ức, quất làm gì thì ở nhà sẵn có súng, đem súng vào trong hãng bắn. Thì khi họ bắn như vậy rất nhiều người chết. Họ bắn lúc đó là hả cơn giận thôi, nhưng mà họ không có tưởng tượng cái nỗi đau mà họ tạo cho bao nhiêu người chết oan ức. Và bây giờ thì thưa quý vị, ở bên Mỹ đó, cái chủ nghĩa mà kỳ thị đó, nó càng ngày càng được càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng nhiều. Chúng ta cứ nghe thỉnh thoảng chỗ này thảm sát, chỗ kia thảm sát vì cái nạn kỳ thị, nhất là kỳ thị người da màu hay là kỳ thị những người di dân. Thì ở đây đúng là một người thất nghiệp thì họ trở nên họ ghét người di dân, tại họ nghĩ người di dân đã lấy mất đi cái cơ hội công ăn việc làm của họ. Đúng là họ ra đường đó, một cái xã hội mà đa số họ muốn cho người bị trắng là phải chiếm lĩnh phần quan trọng của xã hội, bây giờ họ thấy rằng người da màu hay di dân càng lúc càng đông thì họ cảm thấy họ bất mãn. Những ý nghĩ như vậy đó, nó phải được thấy và nhận diện từ ban đầu. Như trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta hay thương hay ghét một cách vô tội vạ, tức mình mình ghét thì ghét, thương thì thương thôi. Nhưng mà thưa quý vị, những cái ghét cái thương đó nếu mà chúng ta không để ý đó, đến lúc mà nó bộc phát trong một hoàn cảnh nào đó thì nó sẽ rất là khủng khiếp. Rất là khủng khiếp. Chúng tôi rất là sợ những cái trường hợp mà mình không có chuẩn bị, gặp lúc mà cái chuyện nó xảy ra rồi thì thưa quý vị, chúng ta hoàn toàn mất đi tự chế và chúng ta có thể làm được một việc mà nó kinh khủng. Chúng tôi có quen với một vị sư, và vị sư này thấy chúng tôi làm cái lễ tưởng niệm cho Hòa Thượng Minh Châu khi Hòa Thượng mất. Tại vì hồi nhỏ chúng tôi có học với Hòa Thượng Minh Châu và chúng tôi cũng biết ơn của Hòa Thượng là Ngài đã dịch Tam Tạng, Kinh Tạng Bali sang tiếng Việt. Nhưng mà vị sư này đó là một người mà chống cộng rất là cực đoan. Khi mà vị này thấy chúng tôi làm lễ thì vị này mới la rầy chúng tôi và nói rằng một câu nói, cha cha tôi mà theo cộng sản tôi cũng chống, với đừng nói chi Hòa Thượng Minh Châu.
Thì thưa quý vị, chúng tôi hiểu rằng vị đó là một người có một cái thái độ với thiện chí, nhưng mà rất mạnh, nhưng mà rất cực đoan. Nhưng mà mình mạnh đến nỗi mà mình bất chấp là cha mình, thầy tổ mình, thì chúng tôi nghĩ là cái chuyện đó nó đi hơi xa. Và chúng ta phải cẩn thận. Và chúng ta phải cẩn thận. Nếu chúng ta không có một cái ý thức tỉnh táo đó, thì cái lúc mà thù hận nó lên men đó, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tự mình lao vào trong cái hố thẳm, trong hố thăng hình của hận thù, của phẫn nộ mà chúng ta không biết. Có vô số trường hợp như vậy. Thật ra khi mà trong Phật Pháp, không phải chỉ trong kinh đạo mà trong vi diệu Pháp cũng nói về bảy Pháp tìm biên hay tìm thủy này, là những Pháp mà trên phương diện tâm lý, trên phương diện đời sống nội tại đó, chúng ta phải đặt lại vấn đề và phải có một thái độ rõ ràng với những Pháp tìm thủy này. Nó tương tự như là người ta nói rằng cái phản ứng tốt đối với chúng ta không phải chỉ là bá đạo là đau đâu trị đó, không phải chỉ là vương đạo là đau thì trị tận gốc, mà còn có đế đạo nữa. Đế đạo tức là ngừa bệnh, phòng bệnh. Những pháp tiềm thùy đó, cái cách đương đầu tốt nhất là đương đầu bằng cách gọi là đế, tức là ngừa bệnh, phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Nếu chúng ta chờ chữa bệnh đó, thì thật ra nó khó, thì rất khó. Cái kinh nghiệm trong đời sống, người ta nói năm ăn năm thua, chứ thật sự 9 lần thua mà chỉ một lần ăn thôi. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý Phật tử một vài điều và xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Quốc Gia Trâm Ma. Kính triên chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn. Đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ngân viên này yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cầu xin hộ pháp chư thiên.
nhớ thương phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ khẩu ý thân.